Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm. Tập 266. Chương 2651, từng nhớ thuở thiếu thời, 1. Quyển 11, ầm ầm ầm. Sinh linh bia giống như một cánh cửa đá nặng nề bị đẩy ra. Phần đế bia đá vụng về cày xới lớp đất như đang mong đợi sức sống của năm sau. Khương Vọng đi đầu, Triệu Nhữ Thành, Vương Trường Cát, Trúc Duy Ngã, Bạch Ngọc Hà, Lâm Tiện theo sau, nối đuôi nhau bước ra. Thành vực Phong Lâm vẫn bị vùi lấp trong khe hở giữa U Minh và hiện thế. Hơn nữa trải qua 5 năm thêm 2 tháng sinh trưởng tự nhiên này đã trở thành một trong những mảnh vỡ giới vực tồn tại dựa vào hiện thế. Có lẽ rất nhiều năm về sau, nơi đây cũng sẽ mọc cỏ dại, cũng sẽ lan tràn rêu xanh, cũng sẽ có lữ khách dừng chân. Nhưng ít nhất là cho đến bây giờ, nó vẫn im lặng, nó vẫn hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi thứ thật giống như chưa từng thay đổi chút nào. Ngoại trừ hoàng đế của Trang Quốc, đã bỏ mạng tại đây. Nơi này thật sự giống như một nấm mồ khổng lồ, bia mộ đứng sừng sững ở nơi này. Nó tồn tại trong cô độc nằm giữa ranh giới Vọng Giang Thành và Tam Sơn Thành. Khương Vọng trầm mặc nhìn tòa sinh linh bia này, đưa tay xóa đi dòng chữ trên bia đá, hắn xóa đi sự sỉ nhục thay những người đã khuất của Phong Lâm Thành. Sau đó lại lấy ngón tay làm đao, khắc lên bia đá 4 chữ, Minh Hương Vĩnh Hoài, không cách nào an ủi. Màn đêm buông xuống, gió đêm khẽ thổi qua, mọi người đều im lặng không nói. Khương Vọng đứng trước khối sinh linh bia này, nhìn về phía bầu trời xa xăm, ở nơi tận cùng của ánh sao và ánh trăng vẫn có thể nhìn thấy mưa máu, chỉ là mỏng manh tựa như xương mà thôi. Thiên địa bi lại từ trong thành vực Phong Lâm vĩnh viễn chìm vào U Minh, một mực rơi xuống thế giới bên ngoài sao. Một đạo sĩ mặc huyền bào, cầm một chiếc ô giấy dầu màu đen cứ như vậy bước ra từ trong huyết vụ. Một bước xuất hiện trong tầm mắt, một bước đã đi đến gần. Máu tươi không nhiễm, gió không đến gần, thiên địa như có khoảng cách. Y nhìn thấy Khương Vọng danh chấn thiên hạ đang bình tĩnh đứng trước bia đá, trên người mặc dù đầy vết máu loang lổ, vết bẩn khắp nơi, nhưng đôi mắt lại vô cùng thanh tịnh, giống như bầu trời đêm đã được mưa máu gột rửa. Y nhìn thấy người tên là Vương Trường Cát kia tay cầm một quyển sách cũ, hơi ngẩng đầu lên, từ chỗ xa xa đối mặt với y. Y nhìn thấy hậu nhân của Tần Hoài Đế vẻ mặt lạnh lùng, tay cầm kiếm đứng bên cạnh Khương Vọng. Cũng nhìn thấy Trúc Duy Ngã xuất thân từ Trang Quốc, một tay che phần ngực mình, một tay nhấc cao cây trường thương chống đất lên nửa tấc. Ánh mắt y lại lướt qua Bạch Ngọc Hà của Việt Quốc và Lâm Tiện của Dung Quốc. Những người này đối mặt với y, vậy mà không hề có ý lui bước chút nào. Những người này, vậy mà đều nóng lòng muốn thử một lần. Trong một loại cảm giác hoang đường vô lý khó hiểu, đạo sĩ áo bào đen nọ lắc đầu, dường như lúc này y mới chợt nhận ra. Chính là những người trước mắt này vừa mới trải qua Trường Hà vây giết, truy sát ngàn dặm, một đường đuổi Trăng Cao Tiện đến tận đây. Hơn nữa đã giết chết một vị hoàng đế chính thống tại vị mấy chục năm, cũng là một vị chân nhân đương thời trong trận chiến trực diện. Cảnh giới động chân ở trước mặt những thần lâm trẻ tuổi này đã không còn uy hiếp nữa. Bọn họ là những người đã giết chân nhân. Đạo sĩ áo bào đen có diện mạo như là trung niên, nếp nhăn trên khóe mắt khá sâu. Y không phải là người thích cười, nhưng cũng không nghiêm nghị như vị cam thảo đạo trưởng Mỹ mạo nọ. Y một tay cầm ô, cái cằm hơi nâng lên, bày ra tư thái chân nhân của Thượng Quốc, lời nói vô cùng rõ ràng, ta tên là Bán Hạ, chân nhân trấn thủ phủ Tĩnh Thiên của đế quốc Đại Cảnh. Ban đêm quan sát Trường Hà, kinh ngạc nghe nói đạo quốc phụ thuộc đã xảy ra biến cố, cho nên đến xem thử. Các ngươi, Bán Hạ đạo trưởng trong Tĩnh Thiên Lục Hữu, đúng không? Khương Vọng cắt ngang lời y, trước khi chết Trang Cao Tiện có nhắc đến các vị. Chân nhân có thể nói lời thật, không cần phải làm bộ như vừa mới đến. Bán Hạ hơi có chút trầm mặc. Y đương nhiên biết mình đang giả vờ như vừa mới đến, đương nhiên cũng biết những người này đều hiểu y đang cố tình làm bộ như vậy. Nhưng trình tự này còn cần phải diễn tiếp nữa hay không? Bậc thang này còn cần phải leo nữa chứ? Hôm nay dù những người này có bịa ra lý do gì, dù chỉ nói là tự mình đi ngang qua, y cũng sẽ tự nắm lỗ mũi mà thả người. Khương Vọng, ngươi nhất định phải xé rách ra mặt, ép chúng ta phải thừa nhận là Cảnh Quốc đã từ bỏ Trang Cao Tiện sao? Thật là không hiểu chuyện, thật là không có tầm nhìn.
Trang Thừa Càn trong lúc tu hành xảy ra sai sót, đột tử tại chỗ. Trang Minh Khải thân mắc bệnh nặng, đột nhiên qua đời. Trang Cao Tiện tiên thiên không đủ, bệnh cũ tái phát, chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều sao? Ba đời người trước người sau hô ứng, chẳng phải chính là một khúc bi ca ư? Chữ viết do bút sắt khắc lên có thể bị xóa đi. Những gì mọi người nghe được cũng có thể chỉ là ảo giác. Như vậy dân chúng không tố cáo, quan phủ không truy cứu. Trang quốc vẫn sẽ như cũ, chỉ là lập nên tân quân mà thôi. Các ngươi thì ai đi đường nấy, từ nay về sau sẽ không bị truy cứu trách nhiệm. Chẳng phải là sách lược vẹn cả đôi đường ư? Có lẽ có những người sinh ra đã không hiểu được cái đẹp, ngược lại sẽ thích vẻ xấu xí. Còn nhớ rõ Triệu Huyền Dương không? Bán Hạ nhìn Khương Vọng, ánh mắt y dần dần có chút lạnh lùng. Chưa từng quên, Khương Vọng nói, nếu còn nhớ đến hắn, vậy thì tốt. Tên đạo sĩ áo bào đen này khẽ gật đầu, chuyến này vốn là Thương Tham lão đạo sẽ đến. Tính tình của lão ta từ trước đến nay luôn luôn không tốt, nên ta đã ngăn cản, sợ lão ta nhất thời xúc động đánh chết người. Khương Vọng mặt không chút thay đổi. Hắn đã nghe những lời đe dọa tương tự như vậy không biết bao nhiêu lần, căn bản không đáng để bận tâm. Nhưng Triệu Nhữ Thành bên cạnh lại đột nhiên tiến lên một bước, trong nháy mắt nhướng mày như đao, tam ca của ta có tội gì mà các ngươi lại muốn đánh chết huynh ấy? Cảnh quốc các ngươi thật sự là muốn một tay che trời, bất kể đúng sai trắng đen, không sợ miệng lưỡi thế gian sao? Thiên tử kiếm trong tay, sát khí trong mắt gã cuồn cuộn, lão đạo sĩ, nếu như hôm nay ngươi không nói rõ ràng, chờ đến khi ta thành tựu động chân, nhất định sẽ đến khiêu chiến ngươi. Ụ. Bạch Ngọc Hà ho khan một tiếng, thuận tay cất Tuệ Vĩ đi, chậm rãi bước lên, vị chân nhân trấn thủ phủ Tĩnh Thiên của cảnh quốc này, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Người đang đứng trước mặt ngài đây chính là thiên kiêu tuyệt thế của nhân tộc đã tắm mình trong hào quang nhân đạo trên Quan Hà Đài. Càng là anh hùng nhân tộc đã cửu tử nhất sinh mang tình báo thần tiêu về, xin hỏi vừa rồi ta có nghe nhầm hay không? Hắn có tội đáng phải chết. Tội lỗi ở chỗ tâm tình Thương Tham chân nhân không tốt ư? Khương Vọng giang hai tay ra kéo hai người bọn họ về phía sau, một mình đứng phía trước, đối mặt với vị bán hạ chân nhân nọ, chậm rãi nói. Mấy năm trước Đỗ Như Hối vu oan ta thông ma, Trang Cao Tiện ngụy tạo chứng cứ, Phó Đông Tự, đài chủ Kính Thế Đài bị hắn lừa gạt, tự ý ban bố tập ma lệnh. Đệ tử của Tĩnh Thiên Lục Hữu là Triệu Huyền Dương nhận mệnh đến bắt ta, lại ngoài ý muốn mất tích, cho đến nay vẫn chưa trở về. Ta nghĩ hẳn là bởi vì chuyện này, cho nên bán hạ chân nhân mới bất mãn với ta, đúng không? Vậy mà dám nhắc lại chuyện này. Bán hạ im lặng đối mặt với hắn, không hề nhìn thấy chút lùi bước nào trong đôi mắt này. Y thầm nghĩ, nếu người đến đây hôm nay là Thương Tham, có lẽ thật sự rất khó nhịn được. Chứng kiến cái chết của Trang Cao Tiện, việc Triệu Huyền Dương lúc trước bị Khương Vọng giết chết, cũng không phải là không có khả năng. Hóa ra là như vậy. Mặc dù bị Khương Vọng ngăn cản phía sau lưng, nhưng Triệu Nhữ Thành vẫn chưa hề thu lại khí diễm của bản thân, lúc này càng lên tiếng, chuyện thông ma lúc trước đã xác định rõ ràng là Đỗ Như Hối vu oan. Vậy thì tập ma lệnh của Kính Thế Đài là ác lệnh, hành động của Triệu Huyền Dương là ác hành. Tại sao thế đạo này lại bất công như vậy? Người cảnh quốc làm việc ác mà mất tích, vậy mà còn muốn người bị hại phải chịu trách nhiệm ư? Bán hạ thản nhiên liếc nhìn gã một cái, ánh mắt lại rơi về phía Khương Vọng, giọng nói vô cùng bình tĩnh, chuyện Triệu Huyền Dương mất tích, ta thân là sư phụ của nó nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng. Nhưng ở trong trang cảnh này ngày hôm nay, bản chân nhân là đại diện cho cảnh quốc đến đây an bài cho tương lai của trang quốc. Đường đường là chân nhân được đạo môn sắc phong, thiên tử chính thống, vậy mà chỉ trong một đêm đã chết một cách vô cùng oan uổng, các ngươi không định cho thiên hạ một lời giải thích sao? Cửu Long Phủng Nhật Vĩnh Trấn Sơn Hà Tỳ khiến cho Trường Hà không gợn sóng, quả thực đã che giấu động tĩnh của trận đại chiến vây giết kia, ngăn cách những ánh mắt dòm ngó. Nhưng Trang Cao Tiện lại một đường chạy trốn về tận Tây Cảnh, gây ra không biết bao nhiêu người chú ý, cảnh quốc đương nhiên sẽ không thể không hay biết gì. Đặc biệt là mấy vị chân nhân bọn họ sớm đã có ăn ý ngầm với Trang Cao Tiện trong chuyện với Khương Vọng. Đáng tiếc loại ăn ý ngầm này của bọn họ chỉ giới hạn ở việc giết chết Khương Vọng, không phải là bảo vệ tính mạng cho Trang Cao Tiện. Bị mấy tên hoàng đế họ Trang này lừa gạt nhiều lần như vậy, lại bị lừa thêm một lần, chẳng lẽ không phải là chuyện đương nhiên sao? Hoàng thất họ Trang này bắt đầu từ Trang Thừa Càn đã là loại người phản bội trời sinh, không dễ khống chế. Đến đời Trang Cao Tiện thì càng ngày càng quá đáng, một bên thì ra sức cướp đoạt tài nguyên bên trong đạo môn, một bên thì âm thầm qua lại với Mặc gia,
thậm chí còn câu kết cả với Nhất Chân Đạo. Tuy rằng y vì bận chút chuyện mà đến muộn một chút, nhưng vẫn kịp để cứu Trang Cao Tiện. Hôm nay y lạnh lùng trơ mắt đứng nhìn, vốn là đợi sau khi Khương Vọng giết chết Trang Cao Tiện, sẽ ra tay bắt giết bọn họ một cách danh chính ngôn thuận. Triệu Huyền Dương đã mất tích nhiều năm, chắc chắn giữ nhiều lành ít, mà bọn họ đến nay vẫn không biết được chân tướng thực sự. Không dễ động đến quân công hầu của Tề Quốc, mà anh hùng nhân tộc cũng không thể động được. Hôm nay chẳng phải là thời cơ thích hợp sao? Đáng tiếc. Bắt đầu từ khi trái tim hào quang muôn màu kia xuất hiện, đã định sẵn y không thể vô cớ xuất binh được nữa. Chương 2652, từng nhớ thuở thiếu thời. 2. Sau chuyện xảy ra ở yêu giới lần trước, Ngô Bệnh Dĩ của Tam Hình Cung đã luôn nhìn chằm chằm vào nơi này, cảnh quốc cũng không thể một tay che trời như lúc trước. Trang quốc là đạo quốc, mấy chục vạn bách tính vô tội bị hại ở thành vực Phong Lâm kia cũng là dân chúng trong đạo mạch. Nhìn oán niệm vô cùng rõ ràng bên trong trái tim kia, y làm sao có thể nói cử chỉ báo thù của những vong hồn này không phải là nghĩa cử. Y làm sao có thể nói Khương Vọng xuất thân từ Phong Lâm thành không có tư cách báo thù. Cho nên y mới dương ô xuất hiện, chứ không phải là cầm pháp kiếm. Ta cũng không có lời gì để giải thích. Khương Vọng nói, chỉ cần đôi mắt của ngài nguyện ý nhìn, tai ngài nguyện ý nghe, đến lúc này rồi chắc là đều biết chân tướng là như thế nào. Nam chinh bắc chiến, lang bạt kỳ hồ nhiều năm như vậy, sao hắn lại không hiểu chuyện đến như thế? Hắn đương nhiên biết bán hạ chân nhân không có ý định ra tay, đương nhiên biết hôm nay chỉ cần tùy tiện tìm một bậc thang là có thể lặng yên không một tiếng động rời đi. Nhưng lúc rời đi Lăng Hà đã nói với hắn, hắn đang làm chuyện đúng đắn. Mấy trăm ngàn người đã chết đang dùng tàn niệm cuối cùng ủng hộ hắn, ban cho hắn chính nghĩa và công lý. Sao hắn có thể lặng yên không một tiếng động rời đi? Phong Lâm Thành cần chân tướng. Hơn nữa không đề cập tới Doãn Quan chuyện gì cũng không quan tâm kia. Đám người Hướng Tiền, Bạch Ngọc Hà, Lâm Tiện cam nguyện mạo hiểm, giúp hắn giết vua, sao hắn có thể để cho bọn họ rời đi trong mơ hồ, không rõ ràng như vậy. Vạn nhất nhiều năm sau, cảnh quốc lại đổi ý muốn truy cứu thì sao? Tuy rằng Trang Cao Tiện đã chết, nhưng nhất định phải kết luận rõ ràng, hôm nay giết vua không phải là phản tặc. Tên hôn quân vô đạo này là bị kéo xuống khỏi Long ỷ, bị thảo phạt mà chết, là chết trong một cuộc báo thù chính nghĩa. Không phải là bất kỳ ngoài ý muốn nào. Băng Hà. Bán hạ trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi gật đầu, chỉ nói một chữ tốt. Chuyện này vốn dĩ cũng không có không gian để biện giải. Không có chứng cứ nào có lực lượng, rõ ràng hơn tàn niệm của mấy chục vạn vong hồn kia. Chỉ đơn giản là bán hạ muốn thể diện, mà Khương Vọng lại không cho. Bán hạ đưa ra uy hiếp, Khương Vọng cứng rắn tiếp nhận. Hôm nay hắn giết Trang Cao Tiện, hơn nữa sau khi đạp lên thi thể của cừu nhân, hắn vẫn kiên quyết, vẫn không lùi bước như cũ. Lúc này, xa xa truyền đến một tiếng hét lớn. Ta, Cửu Giang Huyền Giáp, Đỗ Giã Hổ, mang theo quốc thư của Đại Trang, đóng ba ấn thủy quân ấn, tướng quốc ấn, ngọc tỷ truyền quốc, lệnh cho anh linh lui tán. Trang quốc là trang quốc của người trong thiên hạ, không phải là trang quốc của một mình Trang Cao Tiện. Bảo vệ đất nước chính là bảo vệ dân, oan khuất của mấy chục vạn bách tính Phong Lâm đến nay vẫn chưa được giải oan, hôm nay rửa oan trả nợ, đừng để lại tiếc nuối. Thế mà lại có một người thúc giục ác hổ sát, từ trong màn đêm lao ra, bay nhanh đến. Giọng nói của gã gần như là gầm rú, giống như sấm sét vang động. Khuôn mặt đen nhẻm bị râu ria xồm xoàm che kín kia cũng có thể nhìn ra bên trong màu đen pha lẫn đỏ, có thể thấy được gã quả thực là liều mạng chạy tới đây, nhưng lại một lần nữa đến muộn. Gã nhìn thấy Khương Vọng, nhìn thấy Triệu Nhữ Thành, thế nhưng còn chưa kịp vui mừng liền xoay người rút Tống Tang Giản ra, phẫn nộ đối mặt với bán hạ chân nhân. Không có lời gì để nói, địch nhân của Lão Tam và Tiểu Ngũ chính là cừu nhân của Đỗ Lão Hổ. Lần này bán hạ thật sự không thể nào kìm nén được nộ khí của mình. Thật là quá phận. Một tiểu tướng nho nhỏ của đạo quốc phụ thuộc vậy mà dám công nhiên đối đầu với chân nhân của đạo tông quốc như y, Hổ ca. Nhưng Khương Vọng lại đột nhiên chuyển bước đi đến trước mặt Đỗ Giã Hổ, hóa giải bầu không khí kiếm gương nỏ chỉ lúc này. Giơ tay nện vào bộ ngực gã, phát ra một tiếng bịch trầm đục, lời nói hùng hồn vừa rồi của huynh nghe không giống phong cách của huynh lắm. Mặc dù Đỗ Giã Hổ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại nhạy bén nhận được tín hiệu ngừng chiến của Lão Tam. Gã thuận tay nâng Tống Tang Giản lên, sau đó dùng cây giản nặng nề này gãi gãi đầu, có chút ngây ngô nói là lời của Lê Kiếm Thu.
Bán Hạ chân nhân nhất thời không biết trút giận vào đâu, chỉ đành thuận thế thở dài, năm đó lúc Trang Thừa Cản còn sống, chính là ta dẫn đầu cho hắn gia nhập đạo quốc phụ thuộc, hắn quay đầu lại đã bái sư Ngọc Kinh Sơn. Bây giờ vậy mà tuyệt tự, thật sự là khiến người ta thổn thức. Tĩnh Thiên Lục Hữu trấn thủ Tĩnh Thiên Thượng Phủ, tự nhiên là người ủng hộ Hoàng đế chính thống. Mà Trang Thừa Càn lúc trước chân trước vừa được Tĩnh Thiên Lục Hữu dẫn vào đạo quốc, chân sau đã lên Ngọc Kinh Sơn, ghi danh trong Ngọc Thanh Kim Sách, nói nặng một chút gần như là phản bội. Đương nhiên đều là người trong đạo mạch, cùng thuộc đạo quốc, lời này không thể nói ra ngoài. Người bị Trang Thừa Càn lừa gạt quá nhiều, Bán Hạ cũng chỉ là một trong số đó. Y nói như vậy cũng là đang bày tỏ lập trường, năm đó y đã không đối phó với Trang Thừa Càn, bây giờ cũng sẽ không quản chuyện hậu sự, thanh danh sau khi chết của Trang Cao Tiện. Duy chỉ có một điều, Trang Quốc là Trang Quốc của đạo mạch, dù Trang Cao Tiện còn sống hay đã chết thì chuyện này cũng sẽ không thay đổi. Đỗ Giã Hổ lập tức hiểu ra, không khỏi hỏi, Thượng Chân, nếu như hoàng thất họ Trang đã tuyệt, vậy đất đai, bách tính của Trang Quốc sẽ ra sao? Tông Quốc sẽ cai trị như thế nào? Lúc này gã lại gọi đối phương là Thượng Chân. Bán Hạ chỉ vào y cười nói, bọn họ lúc trước thì ngạo mạn, lúc sau thì cung kính. Triệu Nhữ Thành bất mãn nói, nhị ca của ta ngạo mạn thì là bằng hữu, cung kính thì là thần dân. Chuyện này có gì đáng buồn cười ư? Bán Hạ sững một chút, vậy mà lại cúi đầu với Đỗ Giã Hổ, tính tình của tướng quân thật sự thẳng thắn, là bần đạo sai rồi. Đỗ Giã Hổ lùi về sau một bước, nhanh chóng tránh đi đại lễ của y. Bán Hạ chân nhân ngẩng đầu lên, lại nói, ngay vừa rồi, Tây Thiên Sư đã giao ước với chân quân Mặc Gia Lỗ Mậu Quan. Biên quân Trang Quốc rút khỏi Tỏa Long Quan, Trang, Ung lấy Kỳ Xương Sơn Mạch làm ranh giới, hai nước trở về như trước năm đạo lịch 3918. Từ nay về sau giao hảo, không xâm phạm lẫn nhau. Hàn Hú tự mình ra tay, liều mạng tiêu hao Trang Cao Tiện, lại còn điều động đại quân áp cảnh, còn mời cả chân quân Mặc Gia Lỗ Mậu Quan, đương nhiên không thể nào không có thu hoạch gì. Mà Tây Thiên Sư, dư tỷ của Cảnh Quốc tự mình đến, cũng tuyệt đối không thể nào để mất đi đạo thống ở Trang Quốc. Kết quả như vậy kỳ thật có thể dự đoán được. Lúc này Bán Hạ lại nhìn về phía Khương Vọng, ta không thích ngươi, cho nên vấn đề này ta vốn không muốn hỏi ngươi. Nhưng Thiên Sư có lệnh, ta không thể không hỏi. Vào thời khắc Sơn Hà tan vỡ, mưa gió lung lay này, ngươi có nguyện ý gánh vác trách nhiệm, che chở cho bách tính Trang Quốc hay không? Thật là khiến người ta ngoài ý muốn, dư tỷ vậy mà lại có ý này. Cả một Trang Quốc rộng lớn đến như thế, 300 năm cơ nghiệp của Hoàng thất họ Trang, vậy mà lại rơi vào lòng bàn tay hắn. Chỉ cần gật đầu là có thể nắm lấy. Đây thật sự là cách trả thù triệt để nhất, giết Trang Thái Tổ, giết Trang Cao Tiện, cuối cùng còn cướp lấy cơ nghiệp, chiếm lấy đất nước của đối phương. Nhưng Khương Vọng gần như không hề suy nghĩ liền lắc đầu, ta quan sát xung quanh Trang cảnh cũng chỉ có Hàn Hú là minh quân. Dù chỉ nắm quyền mới vài năm ngắn ngủi, nhưng đã khiến cho Ung Quốc thoát thai hoán cốt, chinh sự liên minh. Ta tự biết bản thân tài mỏng, cho dù làm thế nào cũng sẽ không tốt hơn hắn. Nếu như để ta làm chủ, tính toán vì bách tính Trang Quốc, ta sẽ cho Trang Quốc quy về Ung Quốc, nối lại tình hữu hảo trăm năm. Bán Hạ nghiêm mặt nói, Trang Quốc nhất định phải là Trang Quốc. Khương Vọng không có một chút gợn sóng nào nói, duyên phận giữa ta và Trang Quốc đã cùng thành vực Phong Lâm chìm vào U Minh, đã chết đi cùng Trang Cao Tiện rồi. Mặc dù Bán Hạ vẫn còn địch ý, nhưng y cũng có chút tò mò, thật sự không động lòng sao. Ngươi có biết nếu có được xã tắc như Trang Quốc, có được quốc vận tương trợ, tu vi của ngươi sẽ tiến nhanh như diều gặp gió. Có khả năng đuổi kịp chân nhân trẻ tuổi nhất lịch sử, thậm chí vượt qua Thái Ngu cũng không chừng. Nếu như nói trước ngày hôm nay, Thái Ngu chân nhân vẫn là một thần thoại, không thể vượt qua. Sau khi chứng kiến Khương Vọng thân hóa tam giới, Bán Hạ cũng không thể không thừa nhận, người trẻ tuổi trước mắt này có tư cách để đánh đổ thần thoại nọ. Mà Trang Quốc hôm nay tuy rằng quốc quân, quốc tướng, đại tướng quân đều bỏ mạng, nhưng bách tính, quân đội đều còn, căn cơ quốc gia vẫn chưa bị tổn hại. Nếu Khương Vọng có thể bổ sung vào, chính thức trở thành chủ nhân Trang Quốc, tuyệt đối là tương lai vô lượng. Chuyện này đối với Cảnh Quốc và Khương Vọng mà nói, hẳn là chuyện tốt cho cả hai bên. Có một vị thiên tài tuyệt thế như Khương Vọng làm vua, xã tắc Trang Quốc có thể lập tức ngừng lung lay. Có sự che chở của Cảnh Quốc, Khương Vọng từ nay về sau cũng không cần phải chạy đông chạy tây nữa, có thể an ổn tu luyện, yên tâm đột phá cảnh giới.
Tại sao hắn lại không hề động tâm chút nào? Bán Hạ Chân Nhân đưa mắt nhìn Khương Vọng. Mà Khương Vọng chỉ nói, Lý Nhất từ trước đến nay chưa từng là mục tiêu của ta. Lý Nhất cũng không phải là mục tiêu. Thật là cuồng vọng. Bán Hạ không thể nói rõ được tâm trạng của mình lúc này. Giễu cợt, mỉa mai hay là hâm mộ. Đáng tiếc Triệu Huyền Dương bất hạnh, không thể tranh giành vào lúc này. Ánh mắt y dưới tán ô giấy dầu màu đen dần dần lạnh xuống. Vậy mục tiêu của ngươi là gì? Khương Vọng đeo kiếm của mình bên hông, hai tay nâng niu trái tim của Lăng Hà, xoay người đi về phía ngoài Trang Quốc, trước kia là giết Trang Cao Tiện. Sau này, hắn dừng một chút, được làm chính mình. Mây xanh như cây cầu, hắn dùng bước chân kiên định cứ như vậy tiến về phía bầu trời xa xăm. Ở vị trí đối diện với trái tim hào quang muôn màu của Lăng Hà, bên trong trái tim của hắn có hào quang vàng ròng bất hủ, từng chút tỏa ra. Nhuộm đường đi xa xôi, chiếu sáng cả trời đất. Màn đêm vô tận kia vào lúc này bị xé toạc một khe hở, ánh sáng rạng đông từ phía chân trời chiếu xuống, giống như một đóa hoa hướng dương. Đã từng tóc trắng vì Phong Lâm Thành, từng nhớ thuở thiếu thời. Các bạn đang nghe chuyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2653, Lễ Tặng Long Cung, 1. Trong đại điện vô cùng lộng lẫy của trường Hà Long Cung, yến tiệc đệ nhất thiên hạ đang được bày ra với quy mô hoành tráng. Trên bàn tiệc là những món ăn chân quý từ cổ chí kim, quy tụ nhân vật thiên kiêu từ các quốc gia, các tông phái. Những bảo vật quý hiếm thất lạc trong thời gian trường Hà tỏa sáng rực rỡ, đạo thuật tuyệt phẩm, bí truyền trăm nhà. Nhân tộc hùng cứ hiện thế không tiếc phô bày tương lai rực rỡ bên trên tiệc rượu Long Cung này. Trong thời khắc phong vân hội tụ như vậy, đám thiên kiêu của nhân tộc tự tin ngẩng cao đầu, thỏa sức phô diễn tài hoa. Thật chính là một phen thịnh cảnh. Yến tiệc Long Cung thường kéo dài 7 ngày 7 đêm, lúc này mới chỉ qua 1 ngày 1 đêm, đã xuất hiện không ít khoảnh khắc rực rỡ chói lọi. Ví như màn đối quyết đặc sắc giữa Hoàng Bất Đông của Tần Quốc và Dạ Lan Nhi của Tam Phân Hương Khí Lâu. Ví như trận khiêu chiến đầy nhiệt huyết của Yến Thiếu Phi của Ngụy Quốc với Thần Tị Ngọ của Tống Quốc. Ví như kẻ cất bước tranh đoạt cổ thư như Quý Ly, người tay không đoạt quỷ phách như Chiếu Vô Nhan chẳng hạn. Phong cảnh trên đời này cũng chưa bao giờ trở nên tiêu điều vì sự ra đi của một người nào đó. Chỉ đơn giản là khi ngôi sao kia lặn xuống thì sẽ có ngôi sao khác chói lọi. Tinh tú lấp lánh bên trong thời gian trường hà dài đằng đẵng. Vào một thời điểm nào đó, đột nhiên có một giọng nói kiêu ngạo vang lên, nhân dịp Long Môn mở ra, cũng nên để cho thiên hạ chiêm ngưỡng phong thái của sở địa. Mọi người đồng loạt nhìn lại, rồi lại quay đầu khi thấy Trung Ly Viêm đứng lên. Yến tiệc Long Cung diễn ra cho đến bây giờ. Những người được mong chờ nhất ngoại trừ Khương Vọng tạm thời rời khỏi chỗ ngồi chính là Đấu Chiêu của Sở Quốc, Trọng Huyền Tuân của Tề Quốc, Tần Chí Chăn của Tần Quốc, Hoàng Xá Lợi của Kinh Quốc và Hí Tương Nghi trưởng khống khôi lỗi chân nhân Minh Quỷ. Còn Gia Hỏa với mắt ưng, râu ngắn này là ai vậy? Trung Ly Viêm dùng ánh mắt khinh thường nhìn quanh một vòng, chỉ cảm thấy một khi ánh mắt gã nhìn đến đâu, mọi người đều tự động né tránh, thật sự là không giận mà uy. Tại sao chư quân không dám nhìn ta? Đôi mắt ưng của gã lóe sáng, bá khí quét ngang, thế nào, một cái Long Cung rộng lớn như vậy, thiên kiêu tụ tập nơi đây, ngoài Đấu Chiêu, Trọng Huyền Tuân, Tần Chí Chăn, Hoàng Xá Lợi, Hí Tương Nghi ra. Chẳng lẽ không một ai dám tranh tài cùng Trung Ly Viêm ta sao? Những lời này đã được gã suy nghĩ rất lâu, cũng muốn nói ra từ rất sớm trước đó rồi. Trung Ly Viêm gã bất phân thắng bại với Đấu Chiêu, với Khương Vọng cũng là kỳ phùng địch thủ. Đấu Chiêu có thể chế nhạo, nhưng sao gã lại không thể làm được? Hơn nữa gã còn vô cùng nghiêm cẩn, đã loại trừ những người có thực lực ngang ngửa với mình ra rồi. Như vậy chẳng phải là khiến cả hội trường phải khiếp sợ sao? Nhưng lời nói của gã vừa dứt, Chiếu Vô Nhan, Yến Thiếu Phi, Thịnh Tuyết Hoài, Quý Ly, Trung Sơn Vị Tôn, gần như tất cả mọi người có mặt đều đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gã, bầu không khí chỗ này nhất thời trở nên căng thẳng. Là không dám nhìn ngươi hay là chẳng thèm ngó tới, ngươi có phân biệt được không vậy? Có người bên trong đám đông lên tiếng, người nào nói? Đứng ra đấu tay đôi với ta, Trung Ly Viêm trừng mắt nhìn quanh. Phạm Vô Thuật của Lý Quốc cười ha hả, che giấu thanh âm tức giận của mình, vừa nhắc đến phong thái của sở địa. Mọi người đều mong chờ Đấu Chiêu, kết quả người đứng dậy lại là Trung Ly Viêm ngươi, đây chẳng phải là treo đầu dê bán thịt chó sao? Danh tiếng của ngươi còn chưa lớn bằng ta đâu. Ra khỏi Nam Vực,
còn người nào nhận ra ngươi chứ? Trung Ly Viêm không sợ bị đánh nhưng chỉ sợ mất mặt, gã dương cái cổ cứng đờ hừ lạnh một tiếng, hôm nay sẽ cho các ngươi biết ta là ai. Tiểu tử ngươi được lắm, vậy mà dám lớn lối như vậy. Tới đây, để bổn công tử so đấu với ngươi vài chiêu. Phạm Vô Thuật vừa nói vừa đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi đi tới, dù sao cũng là bằng hữu. Nếu như y còn không ra diễn một màn này, e là Trung Ly Viêm hôm nay khó lòng rời đi trong trạng thái nguyên vẹn. Trung Ly Viêm chỉ là tính tình có chút không tốt, hẹp hòi, chứ cũng không phải là hạng người ngu ngốc. Gã lập tức thuận nước đẩy thuyền, nếu đã như vậy, bổn tọa sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt cái gì gọi là võ đạo đệ nhất. Cửa điện đúng lúc này bị người đẩy ra. Một nam tử tuấn tú mang theo trường kiếm bên hông, đứng dưới ánh sáng đang từ bên ngoài tràn vào. Làn da trắng như ngọc, trắng đến có chút chói mắt. Tay trái của gã cầm một chiếc hộp quà vuông vắn, tay phải đặt ở trước ngực, sau khi khẽ hành lễ lại mỉm cười nói, tại hạ có quấy rầy nhã hứng của chư vị không? Người này là ai? Bạch Ngọc Hà. Trong đám đông vang lên tiếng thắc mắc và câu trả lời. Dù sao cũng là người đã từng tham gia trận đấu chính thức ở Hoàng Hà Chi Hội, cho nên vẫn có khá nhiều người nhận ra nam tử này. Không ai có thể nghi ngờ tư cách tham gia yến tiệc của Bạch Ngọc Hà, mọi người chỉ thắc mắc tại sao gã lại đến muộn như vậy. Hình như hắn ta đi cùng Khương Vọng, mở tửu lâu ở Tinh Nguyệt Nguyên đúng không? Mọi người đang còn bàn tán xôn xao. Bạch Ngọc Hà dùng ánh mắt lướt qua bên trong đại điện, sau khi tìm kiếm một hồi không thấy lại không kìm được hỏi, tiểu thánh tăng Tịnh Lễ không có ở đây sao? Hoàng Xá Lợi có chút nhiệt tình nhìn gã, Tịnh Lễ hòa thượng có việc nên đã trở về Huyền Không Tự rồi. Ngươi có việc gì thì cứ việc hỏi ta cũng hiểu Phật Pháp. Bạch Ngọc Hà lịch sự chắp tay nói lời cảm ơn với nàng, sau đó bước vào đại điện. Bởi vì toàn bộ thành viên có thể thần lâm của tửu lâu Bạch Ngọc Kinh đều tham gia vào việc truy sát Trang Cao Tiện, chỉ có dấu giếm Tịnh Lễ chuyên phụ trách khai quang cho khách hàng. Cho nên trước khi đến đây, Khương Vọng còn bảo gã nghĩ cách dỗ dành đối phương, hiện tại đúng là nhất cử lưỡng tiện. Gã đi đến giữa đại điện, cung kính hành lễ với Long Quân, Bạch Ngọc Hà bái kiến Long Quân bệ hạ. Trường Hà Long Quân khẽ gật đầu, coi như đáp lễ. Bạch Ngọc Hà, thiếp mời của ngươi vẫn là do ta tự tay viết. Hoan nghênh ngươi đến dự tiệc. Đại Tổng Quản Hoàng Hà, Phúc Duẫn Khâm với tư cách là đại biểu của Long Cung sau khi mở miệng hàn huyên, liền hỏi ra vấn đề mà mọi người đều quan tâm, Khương Vọng có trở về không? Ánh mắt của tất cả mọi người trên đài đều đổ dồn về phía Bạch Ngọc Hà, gã vô cùng nho nhã lễ độ hạ thấp người đáp. Đông gia còn có việc phải xử lý cho nên không thể tự mình quay lại đây được. Hắn nhờ ta mang lễ vật đến tặng Long Quân. Phúc Duẫn Khâm đưa mắt nhìn chiếc hộp kia, đương nhiên đã biết rõ bên trong chứa thứ gì, nhưng vẫn cố hỏi, không biết Khương Vọng tặng lễ vật gì vậy. Xin cho phép ta dâng lên. Bạch Ngọc Hà vung vạt áo một cái, sải bước đi từ giữa đại điện thẳng đến trước ngai vàng của Long Quân Ngao Thư Ý. Bước qua chỗ ngồi của tất cả mọi người ở đây, sau đó mở chiếc hộp trong tay ra, giơ cao lên. Bên trong chiếc hộp này là một cái đầu người dính đầy máu, còn mang theo nụ cười vô cùng quái dị, tựa như là đang còn sống. Bên trong bầu không khí chợt tĩnh mịch của chư vị thiên kiêu, Bạch Ngọc Hà cao giọng nói, cho tới nay, quốc quân của Trang Quốc cũng chính là kẻ luôn âm thầm ủng hộ việc buôn bán nô lệ thủy tộc, lợi dụng điều này để kiếm một món lời khổng lồ đã bị chém đầu tại đây. Đương nhiên nô dịch thủy tộc cũng chỉ là một trong những tội ác của hắn. Trong thời gian kẻ này tại vị đã giết hại người trung lương, làm nhiều điều ác, đổi trắng thay đen, gây nên hiểu lầm, hy sinh hàng chục vạn quốc dân để đạt đến cảnh giới động chân. Đánh mất đạo đức, tội không thể tha thứ. Đông gia chặn đường bên trên Trường Hà, đuổi giết hàng nghìn dặm, cuối cùng đã chém Trang Cao Tiện ở bên trong trang cảnh, loại bỏ họa lớn này cho thiên hạ. Nay lấy đầu lâu này kính tặng Long Quân, để chứng minh tình hữu nghị giữa nhân tộc và thủy tộc. Cả đại điện im phăng phắc, các vị thiên kiêu còn đang tranh cao thấp bên trên yến tiệc Long Cung, vậy mà Khương Vọng lại đã cầm kiếm giết chân nhân. Trong việc này chắc chắn là có ẩn tình nào đó, chắc chắn cũng không đơn giản như Lý Nhất giơ kiếm đánh lui Thương Minh. Nhưng đầu lâu của Trang Cao Tiện hiện tại đang ở đây đã là sự thật không thể nào chối cãi. Ngao Thư Ý ngồi trên ngai vàng cũng lâm vào trầm mặc. Tuy không biết Trang Thừa Càn rốt cuộc đã dùng thủ đoạn như thế nào để che giấu huyết mạch thủy tộc trong cơ thể hậu duệ mình, mà Trang Cao Tiện cho đến lúc chết cũng không chịu tiết lộ điều này, nhưng Khương Vọng là người biết được chân tướng. Đã giết chết Trang Cao Tiện, lại điều tra kỹ lưỡng bản thân lão, không khó để tìm ra nguồn gốc.
một vị nhân loại mang trong mình huyết mạch thủy tộc lại trở thành thiên tử chính thống một quốc gia của nhân tộc. Đây là một tin tức động trời. Sự thật này càng có thể đóng đinh trang cao tiện bên trên cột sỉ nhục, khiến cho lão ta mang tiếng xấu muôn đời. Nhưng Khương Vọng lại không lựa chọn làm như vậy. Chương 2654, lễ tặng Long Cung, 2. Vào lúc này, tội ác của Trang Cao Tiện đã được vong hồn của người dân ở thành vực Phong Lâm chứng minh. Mà việc tiết lộ huyết mạch thủy tộc của Trang Cao Tiện nhất định sẽ gây ra mâu thuẫn càng thêm sâu sắc hơn giữa nhân tộc và thủy tộc. Trang Thừa Càn lợi dụng Thanh Giang thủy tộc, Trang Cao Tiện nô dịch và trà đạp Thanh Giang thủy tộc, phản ánh bối cảnh lớn là địa vị của thủy tộc bị giảm sút nghiêm trọng từ thời Trung Cổ cho đến nay. Chờ đến khi Kinh Thái Tổ trấn áp thần trì Thiên Vương, địa vị của thủy tộc mới như rơi xuống đáy vực. Một khi huyết mạch thủy tộc của Trang Cao Tiện bị tiết lộ, sẽ chỉ khiến cho trọng tâm dư luận bị lệch lạc. Nhân tộc sẽ hỏi thủy tộc giấu huyết mạch trở thành quân vương của nhân tộc, rốt cuộc là có âm mưu gì? Việc Trang Cao Tiện hy sinh hàng chục vạn bách tính ở thành vực Phong Lâm cũng có thể bị kẻ hữu tâm dẫn dắt đến một thuyết âm mưu lớn hơn. Ví dụ như thủy tộc thống hận nhân tộc, đây gần như là chuyện không thể giải thích được. Thủy tộc cũng sẽ hỏi Trang Cao Tiện là con ruột của Trang Thừa Càn, là thiên tử chính thống nhất, đang yên đang lành làm hoàng đế thế mà lại bị giết chết. Chẳng lẽ mang trong người huyết mạch thủy tộc chính là tội nghiệt phải chết sao? Một phần lễ tặng này đúng như Khương Vọng đã nói. Để chứng minh tình hữu nghị giữa nhân tộc và thủy tộc, hắn giết Trang Cao Tiện, vạch trần tội ác của người này, nhưng lại không tiết lộ huyết mạch của Trang Cao Tiện là bởi vì hắn không lấy huyết mạch làm lý do kết tội cừu nhân của mình. Vị phụ thân ốm yếu nằm trên giường bệnh khi nhận được tin vui biết nhi tử nhà mình thi đỗ vào đạo viện với thứ hạng đầu tiên, cuối cùng cũng nhắm mắt xuôi tay, luôn dạy nhi tử của mình rằng: sự lựa chọn của ngươi quyết định ngươi sẽ trở thành người như thế nào, chứ không phải ngươi là con của ai, mẫu thân ngươi là người nào. Người bán thuốc cần cù chăm chỉ bên trong tiểu trấn, nữ nhân giặt rũ bên sông Phượng Khê cũng sinh ra được một vị thiên kiêu làm chấn động thiên hạ. Trong đại điện trải qua một khoảng im lặng ngắn ngủi, một lúc sau Trường Hà Long Quân mới lên tiếng: phần lễ vật này của Khương Vọng thật sự là dụng tâm lương khổ rồi. Trẫm sẽ nhận. Chiếc hộp lễ vật chứa đầu lâu của Trang Cao Tiện lập tức được đóng lại, cũng ngăn cách đi ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Bạch Ngọc Hà chắp tay hành lễ, vậy Bạch Mỗ xin phép cáo lui. Sau đó gã quay sang mọi người trong Long Cung, hoan nghênh chư vị đến Tửu Lâu Bạch Ngọc Kinh ở Tinh Nguyệt Nguyên làm khách. Tửu Lâu chúng ta quy tụ đầu bếp nổi danh trong thiên hạ, sưu tầm rượu ngon lục quốc, vật tốt giá rẻ, không gạt già trẻ. Khụ. Phúc Dẫn Khâm ho khẽ một tiếng, ngăn lời tuyên truyền còn chưa thỏa mãn của gã. Quý Ly của Mộ Cổ Thư Viện lên tiếng, Bạch huynh không ở lại tham gia Yến Long Cung sao? Việt Quốc và Mộ Cổ Thư Viện rất gần nhau, trong triều cũng có rất nhiều đệ tử của thư viện, hai người đều là nhân trung Long Phượng, đương nhiên là có chút quen biết. Bạch Ngọc Hà dừng lại, sau khi suy nghĩ một chút cười nói, người của Bạch Ngọc Kinh chúng ta từ trước đến nay đều không cam chịu nhạt nhẽo. So với việc chơi đùa ầm ĩ dưới sự che chở của Long Quân, ta vẫn cảm thấy truy sát chân nhân kích thích và thú vị hơn nhiều. Nói đến đây gã liền im lặng không tiếp lời nữa, chắp tay xoay người một vòng, xin chư vị cứ tự nhiên, Ngọc Hà cáo từ. Trung Ly Viêm vốn đã chuẩn bị tinh thần để đánh một trận giao hữu, kết quả lại bị cả đại điện gạt sang một bên, gã tức giận đến hàm răng không ngừng ma sát. Loại khoe khoang trần trụi như vậy thật khiến người ta chán ghét. Nhưng hết lần này đến lần khác lại không thể phản bác lại. Người nào có thể làm thịt một tên chân nhân để lên đây đấu khẩu chứ? Trang Cao Tiện tội ác tày trời. Đáng chết. Khương Vọng có mắt như mù. Đáng đánh. Bạch Ngọc Hà mời mọi người, tại sao lại không mời Trung Ly đại gia giúp một tay? Chẳng lẽ không biết trừ hại cho dân chính là điều mà Trung Ly đại gia luôn mong muốn sao? Đại Tổng Quản Hoàng Hà, Phúc Dẫn Khâm đã cầm lấy chiếc hộp chứa đầu lâu kia, lên tiếng hỏi, đầu của Trang Cao Tiện ở đây, vậy thi thể hắn đang ở nơi nào? Bạch Ngọc Hà đáp, thiêu rồi, để cho hắn chết một cách triệt để. Ngay cả bên trong đầu lâu này cũng đã đốt qua một lần rồi. Phúc Dẫn Khâm khẽ gật đầu, lão ta cũng chỉ là không muốn huyết mạch thủy tộc của Trang Cao Tiện bị nhiều người biết được. Nếu như Khương Vọng chưa kịp xử lý sạch sẽ, lão ta cũng sẽ giúp xử lý một chút vết tích. Lúc này lão lại nói, chân nhân đã bị giết, lễ cũng đã tặng rồi. Không biết Khương Vọng hiện tại còn đang bận việc gì mà không có thời gian quay lại đây. Chẳng lẽ việc đó còn quan trọng hơn cả Yến Long Cung sao? Bạch Ngọc Hà mỉm cười, đi cùng muội muội của hắn. Sau đó gã lập tức xoay người rời đi.
hiện tại là mùa xuân năm 3923 đạo lịch. Khương Vọng cuối cùng cũng có thể tuyên cáo sự tồn tại của muội muội Khương An An với toàn thế giới. Bạch Ngọc Hà đã rời đi, cửa lớn đại điện lại một lần nữa đóng lại. Chỉ để lại tin tức Khương Vọng đuổi hàng nghìn dặm giết chân nhân như hòn đá ném xuống mặt nước, khiến cho lòng người dậy sóng, không thể nào bình tĩnh được nữa. Đó chính là chân nhân đương thời đấy. Ở bất kỳ nơi nào trên thế giới này, loại tồn tại này đều là thượng khách. Một quốc gia cho dù có nhỏ yếu thế nào, nội tình có kém cỏi đến đâu, chỉ cần xuất hiện một vị chân nhân thì sẽ lập tức thay ra đổi thịt. Chỉ cần kinh doanh một chút, liền có thể trở thành cường quốc trong khu vực. Thần Lâm giết chân nhân là chuyện chưa từng thấy trong sử sách. Nhưng từ nay về sau cũng sẽ được ghi lại trong trang sách lịch sử. Hậu nhân ngóng nhìn lại thời đại này, dù viết như thế nào cũng không thể tránh khỏi cái tên Khương Vọng. Lịch sử chính là vinh quang lớn lao nhất. Mà lại có bao nhiêu người sẽ nhớ năm ấy, tháng ấy, ngày ấy, trong buổi yến tiệc nào đó trong Long Cung, những người nào đó đã làm những gì. Trừ phi bây giờ có người nhảy ra chém Long Quân một kiếm, có lẽ sẽ được người đời sau nhớ đến. Khương Vọng thực sự không cần phải trở lại Yến Long Cung, người người trong tiệc rượu Long Cung này hiện tại đều phải ngước nhìn hắn. Long Quân lúc trước đã nói, nếu yến tiệc không có Khương Vọng thì sẽ kém phần rực rỡ. Vốn chỉ là lời nói khách sáo, nhưng hiện tại lại trở thành chân ngôn. Diệp Thanh Vũ lúc này mới buông dây đàn, cất đàn đi, không nhanh không chậm gói ghém một số món ăn đặc sản của Long Cung, sau đó lên tiếng, Thanh Vũ cũng xin phép được cáo từ. Đa tạ Long Quân đã thịnh tình chiêu đãi, cả đời này Thanh Vũ sẽ không quên phong cảnh của Long Cung. Phúc Dẫn Khâm nhìn nữ tử này ngay cả lúc gói đồ cũng thoát tục như vậy, dùng ánh mắt biểu thị nghi vấn. Diệp Thanh Vũ vẻ mặt nghiêm túc nói, ở nhà vãn bối có nuôi một chú chó nhỏ, lúc ra ngoài đã quên không để lại đồ ăn cho nó. Trong lòng vãn bối có chút lo lắng không yên, cho nên phải về xem nó một chút. Phúc Dẫn Khâm cười nói, Long Cung Yến là tiệc rượu cho các vị thiên kiêu, không có đạo lý nào lại không cho khách ra về. Thanh Vũ cô nương xin cứ tự nhiên. Diệp Thanh Vũ lại hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Diệp cô nương muốn trở về Vân Quốc sao? Người có trọng lượng nhất trong toàn bộ Yến Long Cung lúc này mới lên tiếng, nụ cười vô cùng hiền hòa, vừa hay tại hạ có một vụ làm ăn ở Quý Quốc, chúng ta cùng đi có được không? Trên đường đi cũng có thể thương thảo một chút về chi tiết hợp tác. Diệp Thanh Vũ theo tiếng nhìn về phía Bác Vọng Hầu của Đại Tề, nhưng lại vô tình bắt gặp ánh mắt của vị mỹ nhân lạnh lùng xinh đẹp ngồi bên cạnh người này. Giọng nói của Lý Phượng Nghiêu lạnh lùng nhưng rất nhẹ nhàng, hắn nói đúng đấy, là chúng ta. À đúng đúng đúng, Trọng Huyền Thắng vội vàng bổ sung, là chúng ta cùng đi. Lý gia tỷ tỷ cũng có cổ phần trong vụ làm ăn này mà. Diệp Thanh Vũ nhìn hai người bọn họ, mỉm cười nói, ở cùng người tốt như bước vào căn phòng thoang thoảng hương hoa. Hai vị đều là anh tài kiệt xuất, gia thế tốt đẹp, ta rất hân hạnh nếu có thể cùng đồng hành. Ba người liền cùng nhau rời khỏi chỗ ngồi, rút khỏi yến tiệc. Diệp Thanh Vũ tiên tư tuyệt sắc, Lý Phượng Nghiêu cao giáo lãnh diễm đi bên cạnh Trọng Huyền Thắng, càng làm nổi bật vẻ thiết tha của hai người này. Lúc đi về phía cửa điện, Diệp Thanh Vũ đột nhiên có cảm giác gì đó, đột ngột quay đầu lại. Nữ ni tên Ngọc Trân ngồi ở trong đại điện chỉ lẳng lặng nhìn nàng, không nói một lời nào. Diệp Thanh Vũ chỉ khẽ gật đầu một cái, coi như là chào hỏi. Ánh mắt của hai người chạm nhau trong chốc lát, rồi lại bình tĩnh rời đi. Một người ở trên bầu trời, một người ở dưới nhân gian. Dạ Lan Nhi dùng tay chống cằm, có chút hứng thú nhìn hai người bọn họ. Chỉ cảm thấy cánh cửa của Long Cung này giống như là cánh cửa Phật Môn. Một người bước ra ngoài, một người ngồi ở bên trong. Vẻ thú vị trong mắt nàng dần biến mất, chỉ còn lại tiếng thở dài thâm sâu không thành tiếng. Các bạn đang nghe chuyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2655, trong này có chân ý, muốn nói lại quên lời. 1. Long Cung rất lớn, nhưng thiếu một mỹ nhân thì sẽ mất đi một phần sắc màu. Vốn đã mất đi một Khương Vọng, đến nay Diệp Thanh Vũ vừa đi, bên cạnh Hoàng Xá Lợi lại càng thêm trống trải. Phong lưu thịnh thế, cuối cùng cũng bị mưa gió thổi bay. Nàng cảm thấy rất không vui, hung hăng chừng mắt nhìn Trung Sơn Vị Tôn một cái, dùng cằm làm ra chỉ thị cho đối phương. Đi ra ngoài, Trung Sơn Vị Tôn cũng là người cần mặt mũi, gã cười nói với người bên cạnh, Hoàng Xá Lợi cứ muốn ta ngồi sang bên đó, mỗi khi thấy đại chiến đều cần ta chỉ điểm mê muội. Để cho mọi người chê cười rồi,
Nói xong gã liền rụt rè chui sang, lấp đầy chỗ trống. Hứa Tượng Càn và Chiếu Vô Nhan ngồi ngay ở vị trí bên cạnh, lúc này đã sớm không còn nói chuyện. Nói chính xác thì là Hứa Tượng Càn vốn đang thao thao bất tuyệt, thế nhưng từ sau khi Bạch Ngọc Hà vào điện gã liền bắt đầu im lặng. Chiếu Vô Nhan quay qua nhìn gã một cái, nhỏ giọng nói, ngươi và Khương Vọng cũng là hảo bằng hữu, sao không đi theo xem một chút. Lúc trước đệ không nghĩ thông, Hứa Tượng Càn cúi thấp cái đầu vốn luôn ngẩng cao của mình, thì ra Khương Vọng chuẩn bị phần lễ vật này. Ngay cả sư tỷ không thân quen với hắn cũng nghĩ đến, thế mà đệ lại ngu ngơ không thể nào đoán ra. Ha, đệ thật sự ngu ngốc. Chiếu Vô Nhan nhìn gã như vậy, giọng nói vô thức dịu hẳn xuống, thật có lỗi. Ta cố ý ngăn cản ngươi, không để ngươi làm tròn đạo nghĩa bằng hữu. Trước kia hai người ở chung, bất kể là chuyện gì, bất kể là người nào sai, đều là Hứa Tượng Càn chủ động xin lỗi giảng hòa. Đây là lần đầu tiên Chiếu Vô Nhan chủ động nói xin lỗi kể từ khi quen biết. Nhưng Hứa Tượng Càn không cảm thấy vui mừng, ngược lại thần sắc đầy chua xót lắc đầu, sư tỷ cũng là lo lắng cho đệ, tiểu đệ sao có thể trách tỷ được chứ. Chỉ là, gã khẽ thở dài, Khương Vọng thật sự là bằng hữu rất tốt của đệ, ngoài Long Xuyên ra thì chính là hắn. Đệ có rất nhiều tật xấu, lại thích bắt bẻ tật xấu của người khác. Cho nên bằng hữu thật sự rất ít. Ngươi đang sợ hắn trách mình sao? Chiếu Vô Nhan hỏi. Người như hắn đương nhiên sẽ không bao giờ trách đệ. Hứa Tượng Càn giật giật khóe miệng, giọng nói có chút trầm thấp. Đệ chỉ đang nghĩ, nếu hắn thất bại trong loại chuyện nguy hiểm như vậy, thì sao? Có lẽ cả đời này đệ sẽ chìm trong hối hận mình có thể làm gì đó nhưng lại trơ mắt không làm. Mỗi người đều có nhân sinh của riêng mình, cho dù là bằng hữu đi chăng nữa, cũng không cần thiết phải lúc nào cũng ở bên nhau, càng không thể cùng nhau xử lý mọi chuyện được. Chiếu Vô Nhan chậm rãi nói, cụ thể ở trong chuyện này, ngươi thực sự cũng không cần phải tự trách. Ta nói như vậy cũng không phải là đang giải vây cho ngươi. Thứ nhất, Khương Vọng sẽ không để ngươi tham gia vào chuyện này. Tuy rằng hiện tại hắn đã giết chết Trang Cao Tiện thành công, bình an rời đi, sáu chữ chu sát hôn quân vô đạo này đã xem như đóng nắp hòm kết luận. Nhưng trước khi sự việc kết thúc, ta nghĩ hắn tuyệt đối không nắm chắc 10 phần. Ngươi nhìn Tịnh Lễ, Trọng Huyền Thắng mà xem, những người này đều không đi. Đây chính là bằng chứng vô cùng rõ ràng. Hắn trước đó từ quan bỏ tước, rời khỏi Tề Quốc cũng là chứng cứ không thể làm lệch được. Ta dám khẳng định, trong số những người đi cùng hắn giết Trang Cao Tiện, tuyệt đối không có một ai là người có vướng bận. Hắn không thể mang theo một đệ tử danh môn như ngươi đi mạo hiểm được. Cho dù lùi một vạn bước mà nói, hắn có thật sự mời ngươi đi chăng nữa. Hứa Tượng Càn ngươi cũng không có cách nào nhúng tay vào trận chiến này. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve phần lưng Hứa Tượng Càn, giọng nói dịu dàng, trận chiến này là trận chiến thí quân, gần như là đối địch với cả thiên hạ. Ngươi sống trên đời, rất ít ai là không có ràng buộc. Hứa Tượng Càn ngươi mặc dù có nghĩa bằng hữu, nhưng sao có thể không màng đến tình cảm sư môn? Sao có thể không để tâm đến ta cơ chứ? Hứa Tượng Càn im lặng. Nhân sinh muôn màu đương nhiên mỗi người đều có khác biệt. Tin tức Khương Vọng chém giết Trang Cao Tiện truyền đến chỗ này. Có người kinh ngạc thực lực của hắn, có người bội phục đảm lượng của hắn. Nhưng cũng có người biết nam tử áo xanh kia đã phải chịu đựng những gì, đã chờ đợi ngày này bao lâu. Tả Quang Thù lúc này hai mắt đã rưng rưng, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, nếu không phải bản thân đang là người đại biểu cho Sở Quốc. Gã gần như không thể khống chế được cảm xúc của mình, gã nắm chặt tay Khuất Thuấn Hoa, đứng dậy muốn đi, chúng ta cũng đi xem tiểu muội muội đáng yêu của mình một chút đi. Khuất Thuấn Hoa vô cùng ôn nhu nhìn gã, có thể đến Vân Quốc sao? Người kia lại ủ rũ ngồi xuống, phải nhanh chóng đạt đến Thần Lâm thôi. Khuất Thuấn Hoa trở tay nắm thật chặt bàn tay gã, dịu dàng nói, Thần Lâm đối với chàng đương nhiên không thành vấn đề, nhưng chàng cần thành tựu càng thêm hoàn mỹ. Có một tin tốt, không biết chàng có muốn nghe không? Tả Quang Thù ngẩng đầu, Khương đại ca đã chém đứt phiền muộn trong lòng mình, ta còn đang rất vui mừng cho huynh ấy. Còn tin tức nào tốt hơn chuyện này ư? Khuất Thuấn Hoa cười nói, từ nay về sau Khương đại ca đến Vân Quốc, đến Nam Vực, đều không cần phải che giấu nữa. Muội muội của huynh ấy cũng có thể du ngoạn khắp nơi trong thiên hạ, sao không mời bọn họ đến Sở Quốc thăm thú một chút? Chúng ta bày tiệc ở Hoàng Lương Đài, mời hai tử kia ăn thăng long yến. Đôi mắt Tả Quang Thù sáng lên, ý kiến hay. Hay cái gì mà hay? Trung Ly Viêm vô cùng uể oải ngồi xuống, y cũng không nghe rõ bọn họ đang nói chuyện gì, liền chen vào nói,
mấy người các ngươi, không có một ai có thể nêu ra ý kiến hay cả. Đôi tiểu tình lữ kia liếc mắt nhìn nhau, dùng ánh mắt dò hỏi đối phương, gia hỏa này lại lên cơn gì vậy? Sau đó cả hai không để ý đến y nữa. Đấu Chiêu vào lúc này buông ly rượu xuống, bình tĩnh đứng dậy. À, ngươi đi đâu thế? Trung Ly Viêm vội vàng hỏi. Nếu nói người trên đời này ghét Đấu Chiêu nhất là ai, vậy đương nhiên là Trung Ly Viêm xếp đầu, y có nằm mơ cũng muốn lưu đày tên nhóc họ Đấu này. Nhưng nếu nói người trên đời này quan tâm Đấu Chiêu nhất là ai, vậy cũng chỉ có thể là Trung Ly Viêm mà thôi. Y thật sự sợ Đấu Chiêu giấu giếm mình đi tu luyện, lén lút trở nên cường đại hơn. Đấu Chiêu không quay đầu lại đi ra ngoài, thiên kiêu chân chính không ở đây, ta đương nhiên cũng không cần phải lưu lại làm gì. Lần này không có người nào phản bác hắn, chỉ thấy hắn sải bước nhanh chóng rời đi, bộ võ phục màu đỏ viền vàng kia tung bay như cờ xí. Trung Ly Viêm sau khi do dự một chút lại cắn răng, ngươi chờ đó cho ta. Ngươi nói đúng, chúng ta không nên ở đây. Sau đó vội vàng nhấc chân đuổi theo. Tranh Long Môn có thể coi là một khâu rất quan trọng của Long Cung Yến. Cũng như Đông Hải Long Cung là hiện thân cho uy quyền của Long Tộc, Trường Hà Long Cung càng là huy hoàng cuối cùng của tộc đàn này. Nó ở một mức độ nào đó giống như là bảo vật động thiên, có thể sánh ngang với động thiên. Mà Khai Long Môn chính là Long Quân mở ra bảo vật này miễn phí, giúp người tham gia lĩnh ngộ thế giới chân chính, nếu như gặp lúc Long Quân vui vẻ, còn có thể chỉ điểm thêm một hai câu. Thời gian Long Môn mở ra cũng không hề ngắn, sau khi Long Cung Yến kết thúc kéo dài đến hết tháng 2. Có thể nói là bổ sung rất nhiều tư lương động chân cho người tu hành. Cực kỳ có lợi đối với tu hành giả đang tìm hiểu cảnh giới chân nhân, có thể coi là một trong những thu hoạch tốt nhất của Long Cung Yến. Từ trước đến nay có không ít người bước ra từ Long Môn, trở thành cường giả động chân, khiến cho việc này có thêm một tầng ý nghĩa thần bí. Cho nên từ xưa đến nay đều có thuyết pháp vượt Long Môn, mọi người càng dùng nó để hình dung cho loại biến hóa thoát thai hoán cốt, một bước lên trời. Nhưng đối với một số người mà nói, cũng không cần phải phiền phức như vậy. Như tên Khương Vọng kia, chẳng phải là trực tiếp một đi không trở về sao. Tự mình lĩnh ngộ chân lý, không cần phải cầu bên ngoài. Đấu Chiêu đương nhiên cũng không cần, ngay cả Trung Ly Viêm. Y luôn hy vọng người khác cũng cảm thấy chính y cũng không cần. Vương Di Ngô đã từng cũng là người kiêu ngạo coi trời bằng vung, mấy năm nay lại trầm ổn hơn nhiều, gã thản nhiên nhìn về phía Trọng Huyền Tuân. Trọng Huyền Tuân lúc này thong dong đứng dậy, mỉm cười rời khỏi chỗ ngồi. Di Ngô, ngươi cứ ở lại đây xem như thành tựu của bọn họ thế nào. Nơi này cách Ngu Uyên rất gần, ta lại cảm thấy thật sự nhàm chán. Đi giết mấy tên tu la chơi đùa vậy. Chương 2656, trong này có chân ý, muốn nói lại quên lời. 2. Số người đến dự nhiều nhất trong toàn bộ Long Cung Yến chính là Tề Quốc và Sở Quốc. Trong nháy mắt, người Tề Quốc chỉ còn lại một mình Vương Di Ngô, bên phía Sở Quốc cũng chỉ còn lại ba người. Trong ba người còn lại này, hai người vốn hoàn toàn không để ý đến chuyện Long Cung. Tả Quang Thù đã cùng Khuất Thuấn Hoa lên kế hoạch cho chuyến du lịch Sở Quốc của Khương An An, đang nhiệt liệt thảo luận chi tiết hành trình. Nhất định phải để tiểu muội muội nhà mình chơi vui vẻ, tốt nhất là từ đó định cư ở Sở Quốc luôn thì không còn gì bằng. Chỉ có Hạng Bắc là bình tĩnh ngồi đó, bất động như núi. Người khác có cần hay không, người khác nghĩ như thế nào đều không liên quan đến gã. Gã cảm thấy bản thân mình cần, vậy nên liền ngồi ở đây. Sau khi bị mù, gã lại nhìn bản thân càng thêm rõ ràng. Lấy tâm soi xét vạn sự, lấy vạn sự tự soi chính mình. Ở nơi hẻo lánh của đại điện, vị hòa thượng ngây ngô của Tu Di Sơn nhắm đôi mắt lại, bờ môi mấp máy, đang còn niệm chú. Đáng tiếc không có âm thanh phát ra, cho nên người ngoài không biết gã đang niệm cái gì. Tuy rằng thần sắc nghiêm túc, nhưng lại gây nên buồn cười không tên, không biết có phải là chú ngữ mọi người đều không nhìn thấy ta hay không. Trác sư tỷ đang viết gì vậy? Ninh Sương Dung mặc y phục màu xanh ngọc đột nhiên hỏi. Tùy tiện ghi lại một chút kiến thức. Trác Thanh Như không để lại dấu vết khép bản thảo lại, quay qua nhìn Ninh Sương Dung một cái, lại nhìn Trúc Bích Quỳnh, các ngươi đều đang nghĩ gì vậy? Ninh Sương Dung cười cười, vô cùng thản nhiên nói, lúc trước là bởi vì biết rõ Khương Vọng đến Hoàng Hà chi hội. Muội muội tự biết không địch lại, cho nên mới từ bỏ tham gia, chưa từng tranh tài cùng anh hùng trong thiên hạ. Hiện tại nghĩ lại đã có chút hối hận, thật muốn xem thử phong thái của Khương Thanh Dương lúc 19 tuổi. Nàng lại quay qua nhìn Trác Thanh Như, xác nhận là ghi lại một chút kiến thức, chứ không có thêm mắm dặm muối chứ.
đương nhiên rồi. Trác Thanh Như đưa tay vuốt tóc, thản nhiên nói, ta cũng không hề viết về các ngươi. Nàng lại hỏi Trúc Bích Quỳnh, ngươi thì sao? Có cảm nghĩ gì? À, Trúc Bích Quỳnh chậm rãi đứng dậy, hai tay buông thõng bên người, ngón tay như là đao cắt, Đấu Chiêu và Trọng Huyền Tuân đều đã đi, ta muốn tranh Long Môn. Được rồi, Trác Thanh Như cất bút. Lăng Tiêu Bí Địa vẫn luôn là gió nhẹ mây trôi. Đôi khi có mưa rơi sương xuống, cũng chỉ là tôn lên cảnh đẹp. Á, Khương An An cưỡi Xuân Hôi đã bành trướng thân hình chạy như bay trong biển mây, tưởng tượng mình là nữ tướng quân oai phong lẫm liệt, giơ tay lên là núi hô biển gầm, ra lệnh cho thiên quân vạn mã. Lập Công Phong Hầu giống như là ca ca của nàng vậy. Đến lúc đó Khương An An ta cũng rất bận rộn, ta cũng không có thời gian để ý đến ngươi đâu. Đang còn chơi đùa vui vẻ, giọt mồ hôi óng ánh túa ra trên trán, con Xuân Hôi ngốc nghếch kia đột nhiên xoay người trên không trung. Tiêu Sái vung đuôi, tiện thể nhiệt tình lắc lư, nàng liền nhìn thấy người đang cười tủm tỉm nọ. Ai nha, chết ta rồi. Khương An An lăn xuống từ trên lưng Xuân Hôi đang nhanh chóng chạy đến chỗ chủ cũ, lập tức quay đầu bỏ chạy, không phải chỉ là không làm bài tập ư. Sao lại gọi ca ca của ta đến đây vậy? Khương Vọng một tay xách cổ áo nàng, kéo nàng lên, một chân dẫm lên đầu Xuân Hôi, không cho nó đến gần liếm láp. Ánh mắt hắn nhìn con đạp vân thú A Sửu đang ngủ gật bên cạnh, nhíu mày, nó học được bộ giọng điệu này từ đâu ra vậy? A Sửu từ trước đến nay luôn có tật xấu khi bị đánh thức đột ngột, cũng nổi tiếng hung dữ, nhưng nghĩ đến tin tức mình vừa nhận được, tên trước mắt này vừa mới làm thịt một vị chân nhân. Cơn buồn ngủ lập tức biến mất hoàn toàn, nó chớp chớp mắt, ta không biết đâu. Sau khi suy nghĩ một lúc, nó lại cẩn thận bổ sung, có phải là do mấy ma cà bông Mạc Lương kia dạy xấu hay không? Lão nhân gia ta thật sự không hiểu nổi cái thế đạo này. Tên nhóc trước mặt mấy năm trước còn bị lão nhân gia ta đè xuống đất đánh cho một trận, sao đột nhiên lại trở nên lợi hại như vậy? Khương Vọng xách Khương An An đến trước mặt, nó lại không làm bài tập. Muội không phải không làm nha. Khương An An nghiêm túc sửa lại lời nói, muội chỉ là chậm vài ngày mới làm thôi. Còn chưa kịp để Khương Vọng nói chuyện, nàng đã nở nụ cười ngọt ngào, ca ca. Ca cuối cùng cũng đến thăm muội rồi. Nàng lập tức giang hai tay ra muốn ôm. Khương Vọng thật sự cũng không có cách nào sụ mặt lại được, hôm nay đến thăm muội cũng không chỉ có một mình ca ca đâu. Hắn ôm Khương An An xoay người. Khương An An vì vậy có thể nhìn thấy vị ca ca mặt trắng với mái tóc ngắn, dáng dấp vô cùng đẹp mã được nàng gọi là Nhữ Thành ca. Vị ca ca mặt hổ với râu quai nón đầy mặt, đôi mắt to như chuông đồng, trông rất dữ tợn chính là lão hổ ca. Cả hai đều sán lạn đứng dưới bầu trời xanh mây trắng, đều đang mỉm cười với nàng. Nữ hài tử này lập tức ngẩn người, nàng tuổi còn nhỏ, cũng không hiểu rõ cảm xúc đang cuộn trào trong lòng mình lúc này là gì. Chỉ có rất nhiều hình ảnh đột nhiên hiện lên trong đầu. Lăng Hà ca ca nắm tay nàng, đi qua học đường bên trong màn sương sớm. Lão hổ ca ca giơ nàng lên cao quá đỉnh đầu, chạy qua các con phố lớn ngõ nhỏ của Phong Lâm Thành. Bên người Nhữ Thành ca ca luôn có rất nhiều tỷ tỷ xinh đẹp vây quanh, cũng luôn thích truy hỏi nàng, An An à An An, ca và Khương Tam ca người nào đẹp trai hơn. Đường Đôn đại sư đệ ngồi xổm ở ngưỡng cửa, vừa nhìn thấy nàng liền cười, An An sư tỷ, hấp con cá này hay là làm thịt kho tàu đây? Nghĩ tới nghĩ lui, Khương An An liền oa một tiếng, khóc lớn lên. Đỗ Giã Hổ vô thức lùi về sau, một hán tử thô kệch như vậy lúc này lại có chút luống cuống tay chân, vẻ mặt ngượng ngùng nói, có phải là do ta dọa nó sợ rồi không? Mấy năm nay ăn dầm nằm dề ở trong quân doanh, không còn hòa nhã giống như trước kia nữa. Ra ngoài cũng không nhớ rửa mặt, sao các ngươi cũng không nhắc nhở ta một tiếng? Nói bậy cái gì đó, huynh từ nhỏ đã có diện mạo như vậy rồi. Khương Vọng một tay ôm Khương An An, một tay khoác lên vai gã, dùng sức ôm lấy, An An chỉ là nhớ mọi người mà thôi. Khương An An đang còn rưng rưng nước mắt, lúc này đã đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra thử nắm lấy râu của Đỗ Giã Hổ, cẩn thận từng ly từng tí nức nở nói, Hổ ca ca, huynh, có phải là thật hay không? Ta đương nhiên là thật rồi. Đỗ Giã Hổ dùng sức trả lời, hung hăng giật một nắm ria mép của chính mình, nhẹ nhàng đưa cho Khương An An, muội sờ thử xem là có thật hay không. Lúc trước gã mang theo túi lớn túi nhỏ lễ vật áo gấm về quê, tự tin sẽ trở thành người ca ca được Khương An An sùng bái nhất, kết quả là tất cả đều không còn nữa. Lúc đó nàng chỉ là một đứa bé nhỏ xíu như vậy, bây giờ đã có thể cưỡi sói rồi.
Gã miệng đần tay vụng, không biết diễn tả niềm vui của mình như thế nào, cho nên bất cứ thứ gì gã đều nguyện ý cho. Nhưng Khương An An lại không nhận nắm dâu kia, mà đưa tay sờ lên chỗ dâu quai nón đã bị nhổ, ai nha, huynh có đau không? Đỗ Giã Hổ cũng không chút để ý cười nói, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Khương An An dùng bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa xoa lên chỗ mà gã vừa nhổ dâu, rất nghiêm túc nói với vị đại hán này, sau này không được làm như vậy nữa. Tiên sinh đã dạy chúng ta, không được tự làm hại bản thân mình. Đỗ Giã Hổ đáp một tiếng, lại gãi gãi đầu nói, thật có lỗi, lão hổ ca ca của muội không được học hành tử tế. Tiên sinh không dạy ta những điều này. Khương An An tự tin nói, tiên sinh đã dạy muội thì muội có thể dạy cho huynh, huynh cứ việc nghe muội là được rồi. Được, tất cả đều nghe muội, đảm bảo chỉ đâu đánh đó. Đỗ Giã Hổ mở cái miệng rộng cười toe toét. À đúng rồi. Sau khi cười một hồi, gã lại như nhớ ra chuyện gì đó, liền vội vàng lục tìm hộp chữ vật của mình, huynh mua lễ vật cho muội muội này. Triệu Nhữ Thành đứng bên cạnh vốn còn đang chìm trong cảm động, đang cố gắng khống chế cảm xúc của chính mình, lúc này y kinh ngạc ngẩng đầu. Được đi cùng hai vị huynh trưởng khiến y vui mừng khôn xiết. Nghĩ đến việc có thể gặp lại An An, y lại càng thêm cao hứng. Đến mức hoàn toàn không nghĩ đến chuyện lễ vật gặp mặt, thế mà Đỗ Giã Hổ lại nghĩ đến. Điều này khiến người phụ trách mưu lược bên trong Phong Lâm Ngũ Hiệp phải xử lý như thế nào đây? Giọng nói của y xen lẫn kinh ngạc và bi phẫn, chúng ta uống rượu nói chuyện, không phải đều ở cùng nhau sao? Huynh mua lễ vật từ lúc nào hay vậy? Đỗ Giã Hổ mở hộp chữ vật đầy áp đồ vật rực rỡ muôn màu ra cho Khương An An xem, đắc ý liếc nhìn Triệu Nhữ Thành một cái, ngu ngốc, ca ca có phó tướng. Các bạn đang nghe chuyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2657, nếu không có việc gì quan trọng treo trong lòng. 1. Cỗ xe ngựa chở theo uy danh của Bác Vọng Hầu Đại Tề rời khỏi Long Cung, lướt đi trên không trung. Tựa như cưỡi mây lướt gió, vô cùng oai phong lẫm liệt. Dẫn đường phía trước là thất sắc kỳ vân xa rực rỡ muôn màu, hào quang vạn trượng của thiếu các chủ Lăng Tiêu Các. Bởi vì có Lý Phượng Nghiêu ở bên cạnh, Trọng Huyền Thắng cũng không tiện nằm dài giống như thường lệ, gã chỉ hơi dựa người vào thành xe. Tùy ý lật xem một tập hồ sơ, ánh mắt lướt qua tấm rèm được vén lên, nhìn về phía kỳ vân xa ở phía trước. Đó chính là Kiều Yến Quân của Khương Thanh Dương, lâu nay chỉ nghe danh tiếng mà chưa được gặp mặt, sao Lý gia tỷ tỷ không cùng xe với nàng ta, không định quan sát thêm một chút ư. Lý Phượng Nghiêu ngồi vô cùng ngay ngắn, đôi mắt đẹp của nàng tựa như sương lạnh, nàng ta có giỏi đến đâu cũng chẳng có gì đáng để quan sát. Ta ngược lại muốn hỏi ngươi, hành động lần này của Khương Vọng đột ngột như vậy, chẳng lẽ hắn định tự mình gánh vác tất cả sao? Cũng không tính là đột ngột. Trọng Huyền Thắng nói, hắn đã chờ đợi ngày này rất nhiều năm rồi, cũng đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Ánh mắt Lý Phượng Nghiêu đột ngột chuyển sang, trả lời vấn đề của ta. Trọng Huyền Thắng im lặng một lát rồi nói, đệ sẽ không để cho hắn làm như vậy. Nhưng ngươi cũng không ngăn cản được hắn, không phải sao? Trọng Huyền Thắng bất đắc dĩ giang hai tay, không ngăn cản được, cho nên chỉ có thể phối hợp. Ánh mắt Lý Phượng Nghiêu rơi xuống bên trên tập hồ sơ, đây là cái gì vậy? Vừa hỏi, nàng đã tự nhiên cầm lấy tập hồ sơ này, lông mày lạnh lùng hơi nhíu lại, Lưu Dịch An, kẻ này là ai? Trọng Huyền Thắng thuận miệng nói, vị thành chủ áp chót của Phong Lâm Thành. Sau sự kiện Phong Lâm Thành xảy ra, hắn khóc lóc ở trang miếu bởi vì nghi ngờ chân tướng Phong Lâm Thành nên bị Đồng A xử tử, đối ngoại tuyên bố là lâm bệnh nặng mà mất. Tuy tập hồ sơ đã bị đối phương lấy đi, nhưng gã đều đã thuộc nằm lòng những tư liệu này. Có người nào có thể chứng minh? Có người có thể chứng minh những gì đệ nói đều là sự thật, cũng có người có thể chứng minh không phải là như vậy. Không ngoài tranh cãi mà thôi. Sau khi Trang Cao Tiện bị giết, chuyện tranh cãi sẽ tương đối dễ dàng hơn một chút. Lý Phượng Nghiêu lật sang một trang, tiếp tục đọc, Trương Tân Lương. Trọng Huyền Thắng nói, có thể xem như là một nhân vật anh hùng, trong tụ hội Cửu Tiêu Đàn ở Ngọc Kinh Sơn, hắn vì tranh giành tài nguyên cho đạo viện Trang Quốc mà kiệt sức chết. Cũng là hảo bằng hữu của Đồng A thời trẻ. Điều đáng nói chính là phụ thân của hắn, không lâu sau khi Trương Tân Lương tử vong, lão cũng đã chết vì tà giáo làm loạn. Để nghi ngờ là người này bị gài bẫy cướp đoạt gia sản. Đồng A cũng bởi vì chuyện này mà phải đối mặt với lời khiển trách của đại ti thủ Tập Hình Ti, cũng bởi vậy mà bị giáng chức xuống đạo viện Phong Lâm Thành.
tìm được kẻ chủ mưu rồi sao? Cụ thể là ai cũng không quan trọng nữa. Mấu chốt là chuyện này có thể khiến tập hình ti thối nát. Một khi tập hình ti đã thối nát rồi, Trang Cao tiện dựa vào cái gì mà không như vậy? Lý Phượng Nghiêu lại lật sang một trang, Kiều Kính Tông. Là người Kiều Quốc, sau này nương tựa dưới trướng Trang Quốc, là một trong bát tuấn Tân An. Không lâu sau khi Khương Vọng trở về từ yêu tộc, hắn đã chiến tử ở yêu giới, mọi dấu vết đều bị xóa sạch. Đệ đã tìm được người nhà của hắn ở Kiều Quốc, thu thập được thư từ của gia hỏa này. Trong đó có nội dung Trang Cao tiện kỳ vọng hắn như thế nào, cố ý điều hắn đến yêu giới để tôi luyện ra làm sao. Hừ, thật khiến người ta phải suy ngẫm. Nguyệt Thỏ, còn nhớ trận chiến tiêu diệt Trương Lâm Xuyên chứ? Vô sinh giáo của Trương Lâm Xuyên tiền thân chính là Bạch Cốt Đạo. Nguyệt Thỏ của vô sinh giáo chính là một trong 12 cốt diện của Bạch Cốt Đạo trước đây, có thể xem như là thành viên nòng cốt. Hiện tại ả đang ở trong tay đệ, có thể làm chứng cho chuyện Phong Lâm Thành. Cung Bạch, Diêm Vận Sứ của đô chuyển Diêm Vận Ti Lạc Quốc, việc buôn bán nô lệ thủy tộc với Trang Quốc chính là do người này phụ trách. Phía sau còn có rất nhiều cái tên, Lý Phượng Nghiêu không xem kỹ từng người một. Chỉ nhìn chồng hồ sơ dày cộp trên tay, thở dài một tiếng, các ngươi quả thực đã chuẩn bị rất nhiều, vẫn là chưa đủ. Trọng Huyền Thắng khẽ lắc đầu, tuy rằng sau khi Trang Cao tiện chết, Lê Kiếm Thu liên thủ với Đỗ Giã Hổ đương nhiên có thể trưởng khống triều chính. Mặc dù đệ đã thu thập được gần như tất cả tài liệu có thể buộc tội Trang Cao tiện, mặc dù Hàn Hú và Mặc Gia đều đồng ý ra tay bảo vệ hắn, nhưng vẫn chưa nắm chắc hoàn toàn. Tỷ và đệ đều hiểu rõ, cương quyền chính là chân lý, đúng sai có thể dễ dàng bị đánh cháo. Tình huống giống như oán niệm của vong hồn Phong Lâm Thành ngưng tụ thành một trái tim, có che cũng che không nổi là rất ít khi xảy ra. Chứng cứ của Lăng Hà, trong hàng tỷ người cũng không có một ai. Nhưng đây đã là cơ hội tốt nhất trong những năm gần đây rồi, chúng ta chưa chắc sẽ chờ được một sự kiện tương tự như Thái Hư Hội Minh tiếp theo, để chưa chắc có thể phát hiện ra sớm, bố trí sớm. Trang Cao Tiện sẽ chỉ càng ngày càng cẩn thận, Khương Vọng cũng không muốn chờ đợi thêm nữa. Trong số đám bằng hữu các ngươi, vẫn là ngươi suy nghĩ chu toàn nhất. Lý Phượng Nghiêu hiếm khi lên tiếng khen ngợi, ngươi đã làm rất nhiều chuyện rồi, xem qua toàn bộ kế hoạch, hiện tại ta không nhìn ra khả năng nào có thể hoàn mỹ hơn. Trọng Huyền Thắng khẽ day day huyệt thái dương mình, có chút mệt mỏi cười khổ, gặp phải một người bằng hữu như vậy, biết làm sao được. Dù sao cũng không thể trơ mắt nhìn hắn lấy mạng đổi mạng. Lý Phượng Nghiêu quay sang nhìn gã, với thực lực và trí tuệ của ngươi, nếu tham gia vây giết Trang Cao Tiện thì nhất định có thể phát huy tác dụng mấu chốt. Nguyên nhân ngươi ở lại Long Cung cũng là bởi vì không hoàn toàn nắm chắc kế hoạch, muốn lấp đi lỗ hổng bất cứ lúc nào đúng không? Trọng Huyền Thắng chỉ nói, nếu như xảy ra chuyện không như ý, lực lượng của Trọng Huyền Thắng sẽ không hữu dụng bằng thân phận Bác Vọng Hầu. Lý Phượng Nghiêu gật đầu tỏ vẻ tán thành, lại nói, dừng xe. Trọng Huyền Thắng có chút nghi hoặc nhìn nàng, theo bản năng ra lệnh dừng xe. Ta sẽ không hỏi ngươi còn hậu chiêu gì nữa. Xem qua những tư liệu này, ta tin tưởng các ngươi đều rất rõ ràng bản thân mình đang làm gì. Không phải là nhất thời phẫn nộ mà tiến hành liều mạng. Tổ mẫu rất thích Khương Thanh Dương, người thường xuyên nhắc đến từ khi hắn rời khỏi Tề Quốc. Ban đầu ta định thay lão nhân ra trách cứ hành vi mạo hiểm của hắn một chút, nhưng sau khi nghĩ lại thôi, hắn cũng đã quá mệt mỏi rồi. Lý Phượng Nghiêu đứng dậy rời khỏi xe, đạp xương mà đi, tự mình tiến về hướng đông, chỉ để lại bóng lưng như thần linh ở giữa thiên địa. Tây Thiên Sư viết, Trang Cao Tiện vô đạo bị giết, dòng dõi đã tuyệt, ngôi vị thiên tử nên để người có đức đảm nhiệm, thà rằng khuyết thiếu cũng không được qua loa. Tạm thời bỏ trống ngôi vị quân chủ, khởi động lại Nguyên Lão Hội. Lấy tế tử trương nhâm của Đạo viện Trang Quốc, chính người đã thần ẩn trong trận thảo phạt Trang Cao Tiện làm hội trưởng Nguyên Lão Hội. Lấy Lê Kiếm Thu làm quốc tướng, Đỗ Giã Hổ làm đại tướng quân, Phó Bảo Tùng làm giám quốc sứ, Tống Thanh Ước làm thanh giang thủy quân kiêm tổng đốc thủy sư Trang Quốc. Năm người như vậy cùng nhau bàn bạc việc trị quốc. Đây chính là cục diện chính trị của Trang Quốc sau chiến tranh. Ngọc Kinh Sơn vẫn áp dụng bố cục chiến lược giống như trước đây, tối đa hóa lực lượng của chính bản thân Trang Quốc để thúc đẩy vòng tuần hoàn lành mạnh hơn. Dù sao thứ bọn họ muốn không phải là một Ngọc Kinh đạo quan cần phải liên tục đổ máu để duy trì, mà là một đạo quốc phụ thuộc có thể cung phụng cho Ngọc Kinh Sơn. Trang đế vừa mới chết, tình hình trong nước không khỏi rung chuyển. Đỗ Giã Hổ tự nhiên không thể ở bên ngoài quá lâu, sau khi gặp được Khương An An, tặng cho nàng một đống lớn lễ vật liền tức tốc chạy về Trang Quốc.
Vương Trường Cát sau khi giết chết Trang Cao Tiện liền rời đi, tiếp tục cuộc hành trình độc lai độc vãng, thần long kiến thủ bất kiến vĩ của gã. Chương 2658, nếu không có việc gì quan trọng treo trong lòng. 2. Lâm Tiện thì chính thức từ biệt Khương Vọng, quay trở về Dung Quốc. Sau khi đạt đến thần lâm, gã cũng đã có đủ tư cách gánh vác quốc gia nhỏ bé đó. Tuy rằng Dung Quốc hiện tại không có bất kỳ trợ giúp nào cho tu hành của gã, chỉ có thể kéo chậm tốc độ tiến bộ của gã mà thôi, nhưng đó lại là quê hương của gã. Bạch Ngọc Hà sau khi tặng lễ vật ở Long Cung liền trở về Tinh Nguyệt Nguyên, cần mẫn quản lý công việc kinh doanh của mình. Trọng Huyền Thắng sau khi gặp được Khương An An, chính thức làm quen với đám người Triệu Nhữ Thành liền trở về Lâm Truy, nói là thê tử ở nhà, cũng không đành lòng để đối phương vắng vẻ. Địa Ngục Vô Môn cũng không cần Khương Vọng hắn phải lo lắng, hắn chỉ cần suy nghĩ xem dùng phương thức nào để trả tiền. Trải qua một trận chiến này, danh tiếng của Địa Ngục Vô Môn đã vang xa, công việc kinh doanh bận rộn đến mức không xuể. Còn về phần hướng tiền, Trúc Duy Ngã và Triệu Nhữ Thành đều đã bị thương khá nặng. Khương Vọng cũng không yên tâm để bọn họ đến nơi khác, nên đều để những người này ở lại Vân Quốc dưỡng thương, tự mình chăm sóc. Vân Quốc thông thương thiên hạ, muốn mua cái gì đều rất thuận tiện, bao gồm cả dược liệu. Đại phu cũng rất dễ mời, Nhân Tâm Quán cũng có phân quán ở nơi đây, chẳng qua chỉ phải tốn tiền mà thôi. Tuy rằng mấy huynh đệ này hiện tại đều nghèo rớt mồng tơi, nhưng bản thân Khương Vọng có tiền, cũng không cần phải dùng đến tài phú của Diệp Thanh Vũ. Lúc Trọng Huyền Thắng rời khỏi Vân Quốc chính là một thân thịt béo, hai tay trống trơn. Nói đến cũng vừa vặn, ngươi mua tòa viện này từ lúc nào vậy, sao ta lại không biết? Diệp Thanh Vũ một tay xách hộp đựng thức ăn, một tay dắt Khương An An, cười hỏi. Khương Vọng đi bên cạnh muội muội nhà mình, tay xách nách mang bao lớn bao nhỏ đủ loại dược liệu, trên mặt cũng mang nụ cười thoải mái, đã mua từ mấy năm trước rồi. Ta luôn cảm thấy Bão Tuyết Phong rất thích hợp để dưỡng lão. Khương An An vừa thò tay vào bên trong hộp đựng thức ăn lục lọi, vừa nhíu đôi mày nhỏ nhắn đáng yêu. Mấy năm trước ca ca đã mua nhà rồi, vậy tại sao mỗi lần đến đây đều ở Lăng Tiêu Bí Địa vậy? Hai người lớn một đứa nhỏ cứ như thế đi trên con đường lớn tấp nập của Vân Thành, nói cười vô cùng tự nhiên. Ngoài việc có dung mạo ưa nhìn hơn một chút, bọn họ cũng chẳng khác gì những người qua đường khác đang lui tới nơi đây, cũng giống như đã sống ở tòa thành này rất nhiều năm rồi. Khương Vọng trừng mắt nhìn qua, ca ca đều là vì giám sát muội, muội có biết hay không? Ngày nào cũng vậy, chơi thì vô cùng tích cực, đến lúc viết bài tập thì cứ lề mà lề mề, muội cho rằng mình còn đang học cho người nào vậy? Đáng tiếc Khương An An không thể lĩnh hội được uy nghiêm của kẻ giết chết chân nhân này, nàng lập tức le lưỡi, vì hai người chứ còn ai? Muội phải đi học, còn hai người lại tự mình đi chơi. Khương Vọng hơi có chút đỏ mặt, liếc mắt nhìn Diệp Thanh Vũ. Diệp Thanh Vũ đang cong đôi mắt cười. Vậy, Khương Vọng dứt khoát chuyển từ liếc mắt sang nhìn thẳng, nói với giai nhân trước mặt mình, hay là ngày mai? Ngày mai cái gì? Một đám mây trên bầu trời bỗng nhiên bay đến, A Xỉu Oai Phong lẫm liệt xuất hiện, nguyên lực trên thân dồi dào, hơi nước theo đó cuốn đến. Nó đưa mắt nhìn Diệp Thanh Vũ, há to miệng cười, Thanh Vũ, ngày mai ngươi còn có bài tập đấy, phụ thân ngươi trước khi đi đã dặn dò rất kỹ rồi. Diệp Thanh Vũ hơi nhíu mày, ngài ấy tham gia Thái Hư Hội Minh của mình, còn sắp xếp bài tập gì cho ta chứ? A Xỉu đáp xuống, vừa vặn chen vào giữa Khương Vọng và Khương An An, khiến cho hắn cách Diệp Thanh Vũ càng thêm xa hơn, nó lắc đầu nguầy nguậy, ai ra, phụ thân ngươi cũng là vì muốn tốt cho ngươi thôi. Hiện tại ngươi đang trong giai đoạn đột phá ngăn cách thiên nhân, dưới thời khắc quan trọng như vậy, tuyệt đối không thể phân tâm được. Nó quay đầu nhìn Khương Vọng ở bên cạnh, Khương Vọng, ngươi cũng là người đã trải qua khổ tu, ngươi nói xem có đúng hay không. Bên cạnh trống không, nó vội vàng quay đầu lại, quả nhiên Khương Vọng đã ngoặt sang một bên khác, đang sóng vai đi cùng Diệp Thanh Vũ. Hắn cười nói, nếu đã như vậy, ngày mai ta sẽ bồi ngươi tu hành nhé. Ta vẫn có chút kinh nghiệm về phương diện này. Ánh mắt A Xỉu lập tức trở nên ngưng trọng. Thân pháp như vậy quả thực đã hơn xa một con đạp vân thú như nó. Mà điều khiến nó càng cảnh giác hơn chính là Khương Vọng hiện tại đã khác xưa rất nhiều. Cũng to gan lớn mật hơn không biết bao nhiêu lần. Diệp Thanh Vũ mỉm cười hành lễ, vậy thì làm phiền Khương tiên sinh rồi. Tuy hai tay mình đều đang xách dược liệu, thế nhưng Khương Vọng vẫn chắp tay trước ngực, coi như là đáp lễ, vậy Diệp đồng học phải nghiêm túc nghe giảng đấy. Khương An An vừa nhai miếng bánh thiền diện tô vừa lấy được, vừa nghiêng đầu nhìn bọn họ.
trong lòng vô cùng khó hiểu, đi học thì có gì mà vui vẻ như vậy chứ? Không được, không được. A Sửu vội vàng nói, việc nghe giảng đạo lý phải có trước sau, thuật nghiệp cũng phải có chuyên môn, mỗi môn học của Thanh Vũ đều có lão sư chuyên môn phụ trách. Làm loạn lên thì biết làm sao bây giờ? Khương Vọng hiền hòa mỉm cười, không sao cả, ta chỉ dạy nàng ấy tu hành thôi. Về phương diện này, trong toàn bộ Vân Quốc mà nói, ngoại trừ Diệp Chân Nhân ra hẳn là không có người nào am hiểu hơn ta. Diệp Thanh Vũ ở bên cạnh cũng không ngừng tán dương, Khương tiên sinh giảng bài quả thực rất hay. A Sửu thế đơn lực bạc, chỉ có thể bướng bỉnh lầm bầm, giảng bài và đánh nhau không phải là một chuyện. Giảng bài cần phải động não, phải tùy theo tài năng tới đâu mà dạy nha. Bạch Ngọc Hà và Lâm Tiện, không biết Sửu Thúc có nhận hay không? Cũng là người cùng ta truy sát Trang Cao Tiện. Bọn họ đều sau khi cùng ta tu hành một khoảng thời gian ngắn, đã bước ra một bước mấu chốt kia thành công. Nói về hiểu rõ đối với cảnh giới thần lâm, ta có thể tự tin mà nói, thiên hạ vô song. Khương Vọng ôn hòa nhìn A Sửu, đương nhiên nói suông không bằng chứng minh. Sửu Thúc, chúng ta có thể tìm thời gian, trao đổi riêng tư một chút được chứ? A Sửu không nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ nói, nhưng Diệp Chân Nhân. Khương Vọng đột nhiên dừng bước, dược liệu trên tay đều rơi xuống đất, còn bản thân đã rút kiếm trong tay, đứng chắn ngang trước mặt mọi người. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đi đến căn nhà mà Khương Vọng đã mua từ mấy năm trước. Thế nhưng cửa sân lúc này đang bị mở toang, trong sân lại có một bóng người khổng lồ đang đứng quay lưng về phía bọn họ. Người hán tử này mặc áo vải thô, đi chân trần, tay không, xương ngón tay to lớn, làn da lại thô ráp, giống như là người quanh năm suốt tháng làm việc nặng nhọc. Nhưng y chỉ cần đơn giản đứng ở nơi đó, chỉ cần một cái bóng lưng cũng đủ khiến người ta cảm thấy nguy nga không thể vượt qua. Thậm chí ngay cả ba cường giả thần lâm cảnh là Triệu Nhữ Thành, Trúc Duy Ngã, Hướng Tiền rõ ràng đang đứng trước mặt người này, đối mặt với đối phương, thế nhưng lại căn bản không thể bị người ta nhìn thấy. Thân hình A Sửu trong nháy mắt bành trướng, toát ra vẻ uy nghiêm và hung hãn. Thế nhưng Khương Vọng chỉ trầm giọng nói, đưa bọn họ đi. Một cỗ lực lượng vô hình đẩy Khương An An và Diệp Thanh Vũ ra xa, tiếng nói của hắn vừa dứt, người đã bước về phía trước. Cánh tay ấn kiếm, bước vào trong sân. Bản thân hắn đương nhiên không thể đi, bởi vì huynh đệ của hắn còn ở bên trong, không cần phải khẩn trương. Người nọ xoay người lại, lộ ra một khuôn mặt rám nắng, phong trần, mang vẻ vất vả nhưng lại vô cùng kiên nghị, ta là Lỗ Mậu Quan. Chân quân của Mặc gia Lỗ Mậu Quan, vị cường giả diễn đạo đã ký kết giao ước với Tây Thiên Sư, Dư Tỷ, giúp đỡ Ung Đế Hàn Hú đoạt lại Tỏa Long Quan. Trường Tương Tư suýt chút nữa đã ra khỏi vỏ, Khương Vọng nhanh tay đè lại, trầm giọng nói, Đại Tông Sư đột nhiên ghé thăm Hàn Xá, không biết là có chuyện gì cần chỉ giáo. Lỗ Mậu Quan dùng ngón tay thô ráp lau đi nếp nhăn trên trán mình, giống như vừa mới phục hồi tinh thần lại, ồ, ta cũng vừa mới đến. Lão nhìn Khương Vọng, sau đó lại quay đầu nhìn Trúc Duy Ngã, vậy cho Lão Phu trả lời chung một lần được chứ? Trúc Duy Ngã chống trường thương xuống đất, nhai răng, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, Mặc ra muốn nói gì, chẳng lẽ còn bị người ta bịt miệng hay sao? Ta có thể hiểu được oán khí của tiểu hữu. Lỗ Mậu Quan thở dài một hơi, hôm nay ta đến đây là thay mặt Mặc ra đến xin lỗi ngươi. Hướng Tiền và Triệu Nhữ Thành đều không rõ ràng nội tình bên trong, chỉ im lặng đứng ở đó, cùng Trúc Duy Ngã đối mặt với vị khách không mời mà đến đáng sợ này. Mà Khương Vọng trầm mặc. Chỉ riêng Trúc Duy Ngã mới có tư cách bày tỏ thái độ đối với lời xin lỗi muộn màng này của Mặc gia. Sau khi trầm mặc một lúc lâu, Trúc Duy Ngã cười. Nhân vật thiên tài từng lộ ra vô cùng sắc bén này lại cười đến mức chật vật khổ sở, điều này thật sự là khiến cho ta ngoài ý muốn. Các bạn đang nghe chuyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2659, Can Qua Ngọc Lụa, 1. Lỗ Mậu Quan có địa vị cực cao ở Cự Thành, điều này không chỉ bởi vì tu vi của người này, cũng không chỉ vẻn vẹn bởi vì tư cách của lão. Lão vốn đại diện cho phe phái Sùng Cổ bên trong Mặc gia. Mặc phái mới do cự tử đương nhiệm là Tiễn Tấn Hoa đại diện lấy Mặc không phải khư khư giữ học vấn cũ, người thời này có Mặc của riêng mình làm cương lĩnh học thuật, trăng trợn đổi mới. Mà Lỗ Mậu Quan chính là người kiên quyết phản đối Tiễn Tấn Hoa nhất. Vị Tiễn Tấn Hoa này nói là khen chê lẫn lộn cũng quá miễn cưỡng, ông ta là một trong những tông sư học thuyết đương thời có danh tiếng không hay nhất.
Những đại tông sư khác cho dù phong cách hành sự có không được người khác thích đi chăng nữa, thì sự tôn trọng mà họ đáng được nhận cũng không thể bị xóa bỏ. Duy chỉ có Tiễn Tấn Hoa là hoàn toàn khác biệt. Nguyên nhân sâu xa trong đó, rất nhiều người cho rằng là do ông ta đã gây ra hỗn loạn trong tư tưởng của rất nhiều đệ tử Mặc Gia ngày nay. Là do ông ta mới khiến cho Mặc Gia vốn có danh tiếng cực tốt trong học thuyết nổi tiếng lại gây ra tranh cãi lớn như vậy. Có người nói họa loạn của Mặc Môn trong tương lai đều bắt nguồn từ Tiễn Tấn Hoa ngày nay. Có người nghe đến tên ông ta đã phải bịt mũi. Mà Lỗ Mậu Quan là chân quân Mặc Gia rất được tôn kính, cả đời lão ta kiên tâm thực thi đạo của Mặc Gia, kiêm ái, tiết dụng, phẩm hạnh cao khiết. Người được lão giúp đỡ nhiều vô số kể. Người ủng hộ lão bên trong Mặc Gia cũng là một thế lực rất lớn. Thậm chí năm đó nếu không phải di mệnh của Nhiêu Hiến Tôn, cũng chưa chắc cự tử đời này đã là Tiễn Tấn Hoa. Còn có một việc không thể không nhắc tới, kế hoạch khải thần của Mặc Gia năm đó tổng cộng chỉ có 3 tôn khôi lỗi cấp chân nhân thành công. Trong đó Minh Quỷ chính là do Lỗ Mậu Quan tự tay tạo ra. Lão nói rằng, thế gian này không thiện không ác, không thần không quỷ, Mặc Gia tự làm. Dùng Minh Quỷ mà biết kính sợ, trừng ác dương thiện, hành động theo đó. Tạo nghệ của lão trên thuật khôi lỗi tuyệt đối là đỉnh cấp đương thời. Ảnh hưởng của lão bên trong Mặc Gia cũng không thua kém gì cự tử. Lão cũng từng công khai đánh giá Mặc phái mới do Tiễn Tấn Hoa đứng đầu, nói kẻ toàn thân tơ vàng, không giống người Mặc Gia. Mà hôm nay, một đại nhân vật như vậy lại đại diện Mặc Gia đến một tiểu viện vô danh ở Vân Thành, đích thân xin lỗi Trúc Duy Ngã chỉ mới ở thần lâm cảnh. Điều này đương nhiên có thể nói là đã cho đủ mặt mũi. Nhưng Trúc Duy Ngã còn rất trẻ tuổi, dường như không có ý định thuận theo bậc thang mà đối phương trải ra đi xuống. Gã siết chặt thanh tân tẫn thương đã được sửa chữa lại trong tay mình, cũng đang nắm giữ tính mệnh thân ra không thể nào bù đắp được, cứ như vậy lạnh lùng nhìn chân quân Lỗ Mậu Quan. Lỗ Mậu Quan thở dài nói, Mặc Kinh Vũ là đệ tử thân truyền của Cự Thành, là tương lai của Mặc Gia. Cái chết của nó đã nhấc lên sóng to gió lớn bên trong Cự Thành. Chúng ta nhất định phải tìm ra hung thủ, báo thù cho nó. Thiên Công chân nhân Thiết Thối Tư tận mắt chứng kiến Mặc Kinh Vũ trưởng thành, được lệnh điều tra chân tướng, trong quá trình này đã hành sự có chút kịch liệt. Trang Cao Tiện vừa chết rồi, thần thông Hạc Đoản Phù Trường của hắn cũng không còn là bí mật. Chúng ta cũng bởi vậy mà biết được chứng cứ có được ở Bất Thục Thành năm đó là kết quả sau khi đã bị đảo lộn trắng đen, thị phi lẫn lộn. Cái chết của Mặc Kinh Vũ không liên quan gì đến thành chủ Hoàng Kim Mặc của Bất Thục Thành. Việc này tuy là do Trang Cao Tiện che giấu, nhưng cũng là sơ suất của Mặc Gia chúng ta. Lỗ Mậu Quan lại nói, chuyện này cũng gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho chúng ta. Có đôi khi tận mắt chứng kiến cũng chưa chắc đã là sự thật. Tuy rằng lúc đó có được là bằng chứng, nhưng thế giới rộng lớn vô cùng, không thiếu những chuyện mới lạ, bằng chứng cũng có khả năng bị lật ngược. Chúng ta càng phải thận trọng hơn đối với những vụ án như vậy. Lỗ Mậu Quan tiếp tục nói, điều đáng mừng duy nhất là chúng ta từ đầu đến cuối vẫn luôn đảm bảo an toàn cho Hoàng Kim Mặc, không để sai lầm của bản thân càng thêm trầm trọng. Trúc Duy Ngã trầm mặc, từ đầu đến cuối vẫn là như vậy. Mãi đến khi đối phương nói xong câu đó, gã mới nói, sau đó thì sao? Vẻ mặt Lỗ Mậu Quan lập tức nghiêm túc, từ xưa đến nay, Mặc Môn chưa bao giờ là một tổ chức hoàn mỹ vô khuyết, không bao giờ phạm phải sai lầm. Nhưng điều khiến ta tự hào là Mặc Gia luôn có dũng khí đối mặt với sai lầm của mình. Chúng ta đã nhận ra sai lầm này, cũng sẽ nỗ lực hết sức để sửa chữa sai lầm cho bản thân mình tạo ra. Chúng ta sẽ lập tức thả Hoàng Kim Mặc, đồng thời sẽ bồi thường đầy đủ cho mỗi ngày mà nàng mất đi tự do. Chúng ta sẽ trả lại Bất Thục Thành, cũng xây dựng cho tội quân một tòa thành bằng sắt thép hoàn toàn mới, miễn phí lắp đặt sát khí thủ thành mới nhất do Mặc Gia nghiên cứu chế tạo ra. Đồng thời dùng danh nghĩa Mặc Gia ban cho Bất Thục Thành bảo hộ. Bất Thục Thành sẽ mãi mãi sừng sững ở đó, trở thành thành trì không thể sụp, hiện thực hóa tất cả tưởng tượng của các ngươi về thành trì này. Thiên Công chân nhân Thiết Thối Tư trong quá trình bắt giữ Hoàng Kim Mặc về điều tra có thái độ quá cứng rắn, thủ đoạn quá thô bạo. Chúng ta cũng sẽ nghiêm trị, do chân nhân chấp luật thi hành hình phạt roi vọt đối với hắn, lệnh cho hắn đóng cửa tự kiểm điểm bản thân. Trên đây chính là thành ý của Mặc Gia chúng ta, nhưng không phải là toàn bộ thành ý. Các ngươi còn có gì không hài lòng, cần bồi thường như thế nào đều có thể thương lượng lại. Cần phải nói rằng, Mặc Gia rất có thành ý. Lời xin lỗi này không phải là không có trọng lượng. Nhưng Trúc Duy Ngã vẫn không có biểu cảm gì, vậy hôm nay ngài đến đây tìm ta chỉ là để bàn giá cả với ta sao?
Mặc ra nhà lớn nghiệp lớn, cũng không để tâm đến việc ta đòi giá trên trời. Lỗ Mậu Quan lấy thân phận diễn đạo đối mặt với một tu sĩ thần lâm, dùng giọng điệu vô cùng đoan chính nói: "Xin hãy tha thứ cho sự thiếu suy nghĩ, hấp tấp và ngu xuẩn của Mặc gia trong vụ án đệ tử thân truyền Mặc Kinh Vũ bị giết chết. Chúng ta hy vọng có thể nhận được các ngươi thông cảm, hy vọng có thể bù đắp những tổn thương mà các ngươi đã phải chịu đựng. Không tồn tại cái gì gọi là đòi giá trên trời, có mất mát thì phải có bồi thường. Ngươi có suy nghĩ gì thì có thể trực tiếp nói với ta, những gì ta có thể quyết định sẽ quyết định ngay lập tức. Những gì ta không thể quyết định, chờ quay về thảo luận rồi quyết định. Nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời hài lòng." Trúc Duy Ngã trầm mặc một lúc, sau đó gã đưa mắt nhìn sang đám người Khương Vọng, rồi lại nhìn về Lỗ Mậu Quan, cuối cùng nói: "Mặc gia là học thuyết nổi tiếng đương thời, là danh môn trong thiên hạ. Ngài là chân quân danh tiếng lừng lẫy, là tông sư được thế nhân ngưỡng mộ. Chắc là sẽ không làm liên lụy đến người vô tội, sẽ không vì ta không biết điều mà làm tổn thương đến những người bằng hữu này của ta chứ. Xem ra ngươi vẫn chưa tin tưởng ta. Đương nhiên ta có thể hiểu được chuyện này." Lỗ Mậu Quan nói: "Mặc gia và Vân Quốc có rất nhiều sinh ý lui tới, Diệp chân nhân là bằng hữu, thiếu các chủ Diệp Thanh Vũ cũng là khách quý cấp cao nhất của Mặc gia chúng ta. Chúng ta sẽ không làm ra bất cứ chuyện gì quá đáng ở Vân Quốc. Tinh thần của Mặc gia từ vạn cổ đến nay cũng như quan điểm đạo đức cá nhân của ta cũng tuyệt đối không cho phép chúng ta sai lầm thêm lần nữa. Ngài là chân quân diễn đạo, là nhân vật đỉnh cấp trong thiên hạ. Ngài không cần phải lãng phí thời gian để lừa gạt một tên thần lâm nho nhỏ như ta." Trúc Duy Ngã khẽ gật đầu: "Ta tin tưởng ngài." Lỗ Mậu Quan nói: "Hổ thẹn, ta không tha thứ." Trúc Duy Ngã nói: "Bốn chữ này vô cùng đơn giản, trực tiếp, dứt khoát, giống như một tia lửa nổ tung cái bụp, trong nháy mắt bùng nổ, cũng kết thúc chỉ trong tích tắc mà thôi." Ngay cả nhân vật tông sư như Lỗ Mậu Quan cũng ngây người mất một lúc. Mặc gia chân thành nói lời xin lỗi, không tiếc phải trả giá đắt cho những sai lầm trong quá khứ. Nếu Trúc Duy Ngã và Hoàng Kim Mặc vui vẻ đồng ý, song phương từ đây biến chiến tranh thành tơ lụa. Đây chẳng phải là một đoạn giai thoại hay sao? Chẳng phải là cái kết đẹp lòng người ư? Chương 2660, Can Qua Ngọc Lụa, 2. Lão ta chưa từng nghĩ tới ba chữ không tha thứ này. Không sao. Lỗ Mậu Quan rất có khí độ của tông sư, lão bình tĩnh nói: "Còn có chỗ nào mà Mặc gia chưa chu toàn, có chỗ nào khiến ngươi không vui, ngươi cứ việc trực tiếp nói ra. Bất kỳ điều gì ngươi có thể nghĩ tới, chúng ta đều có thể thương lượng. Nhất định sẽ để ngươi nhìn thấy quyết tâm bù đắp sai lầm của Mặc gia." Trúc Duy Ngã nhẹ nhàng lắc đầu: "Ngài vừa nói các ngươi đã thả Hoàng Kim Mặc. Vậy tại sao hôm nay không phải là nàng đến tìm ta?" Lỗ Mậu Quan lần này đến đây có được quyền hạn rất lớn. Không sợ Trúc Duy Ngã không trả giá, Mặc gia tuyệt đối có vốn liếng để bồi thường bất kỳ điều gì. Nhưng duy nhất đối với vấn đề này, lão nhất thời không biết hồi đáp như thế nào. Cái này, các ngươi không giết được nàng, hoặc có thể nói nếu như nàng đã bị giết, các ngươi cũng không cần phải đến tìm ta. Trúc Duy Ngã nói rõ ràng từng chữ một: "Ta nghĩ là bởi vì nàng không muốn đi. Nàng là một người kiêu ngạo như vậy, không muốn bị các ngươi bắt đi một cách không rõ ràng, lại được thả ra một cách không hề minh bạch. Không thể nói là không rõ ràng." Lỗ Mậu Quan nói: "Mặc gia nguyện ý công khai xin lỗi vì việc này. Nhất định sẽ trả lại danh dự cho các ngươi." Vẫn chưa hiểu sao? Lúc này Trúc Duy Ngã nhếch miệng cười: "Nàng vốn không cần xin lỗi. Hoàng Kim Mặc cũng không cần như vậy. Trên đời này chỉ có một phương thức có thể sửa chữa sai lầm của các ngươi, mà cách đó lại nằm trong tay nàng, chỉ có thể do chính nàng quyết định." "Ta không hiểu lắm." Nếp nhăn trên mặt Lỗ Mậu Quan càng thêm sâu. "Ý của ngươi là các ngươi muốn tự mình báo thù cho Mặc gia? Các ngươi muốn tự mình quyết định báo thù đến mức nào? Ngươi trẻ tuổi, có hiểu lầm nào mà không thể giải quyết chứ? Ngươi thực sự hiểu rõ lực lượng của Mặc gia sao? Ngươi có biết cho dù Mặc gia căn bản không quan tâm đến các ngươi, thì 100 năm sau, 1.000 năm sau, 1 vạn năm sau, các ngươi cũng không thể làm tổn thương đến chúng ta một chút nào." Trúc Duy Ngã nói: "Đó là chuyện của chúng ta. Các ngươi đặt hy vọng vào Hoàng Duy Chân." Lỗ Mậu Quan lắc đầu: "Hiên Viên Sóc còn thất bại trong gang tấc, Hư Viên Chi cũng chưa thể đăng đỉnh. Hoàng Duy Chân chưa chắc đã có thể trở về." Trúc Duy Ngã chỉ nói: "Đó là chuyện của chúng ta." Biểu cảm của Lỗ Mậu Quan trở lại bình tĩnh: "Xem ra ngươi đã quyết định rồi." Trúc Duy Ngã cầm trường thương của mình, dáng người thẳng tắp,
Tuy rằng mặt mũi lấm lem nhưng lúc này lại có vẻ sắc bén không thể nhìn thẳng. Các ngươi hy vọng ta đến Bất Thục Thành đón nàng đi. Thật có lỗi, ngươi tối đa chỉ có thể mang theo hài cốt của ta, cũng dùng thứ này làm sâu sắc thêm cừu hận của nàng mà thôi. Ta luôn tôn trọng lựa chọn của nàng, ta cũng không có tư cách thay nàng tha thứ. Bởi vì người bị các ngươi đánh rơi xuống bụi bẩn, bị các ngươi bắt giam vào trong ngục là nàng, chứ không phải ta. Lỗ Mậu Quan lặng lẽ nhìn gã, nhìn vẻ kiên định mà nam tử này thể hiện ra, ngược lại chỉ buông hai tay xuống, thở dài một tiếng, vậy thì, ta hiểu rồi. Một cỗ áp lực thật lớn bao trùm lấy tiểu viện này, Khương Vọng siết chặt thanh kiếm trong tay mình. Mặc dù hắn biết ở trước mặt Lỗ Mậu Quan, bọn hắn căn bản không có khả năng phản kháng, nhưng dù sao hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Trúc Duy Ngã gặp chuyện bất trắc được. Nhưng Lỗ Mậu Quan lại không làm gì cả, cứ như vậy rời đi, trong viện lặng ngắt như tờ. Tình cảnh như vậy dù sao cũng không thể khiến người ta bình tĩnh nổi. Trúc Duy Ngã vẫn đứng trong viện nhìn Khương Vọng, cười khổ nói, ngươi có biết tại sao lão không giết ta, cũng không bắt ta hay không? Bởi vì ta sống hay chết đều không quan trọng. Gã là một người quá sắc bén, quá kiêu ngạo. Loại sắc bén và kiêu ngạo này ở trước mặt Mặc Gia Cường đại không thể vượt qua, chỉ sẽ khiến chính gã bị thương lần nữa mà thôi. Khiến một người như vậy phải thừa nhận sự bất lực của mình, quả thật là vô cùng tàn nhẫn. Khương Vọng buông lỏng chuôi kiếm, nhìn thẳng vào mắt gã, đệ không biết sống chết của huynh có ý nghĩa gì đối với Mặc Gia. Đệ chỉ biết nếu huynh còn sống, đệ còn có đại sư huynh. Mà nếu huynh chết rồi, đệ sẽ không còn đại sư huynh nữa. À, ngươi thực sự là tiểu tử nhà ngươi. Trúc Duy Ngã chống tân tẫn thương, cứ như vậy ngồi xuống trên bậc thang trong viện. Cả người buông lỏng xuống, ngây người nhìn lên bầu trời. Khương Vọng quay đầu sang hỏi Khương An An, An An, muội đã là hài tử lớn rồi, muội có nhận định riêng của bản thân mình. Huynh hỏi muội, muội cảm thấy lựa chọn vừa rồi của Trúc Duy Ngã ca ca có đúng không? Có gì mà không đúng chứ? Khương An An nói. Tại sao lại nói như vậy? Khương Vọng hỏi. Diệp Bá Bá cũng đã nói với muội rồi. Khương An An lớn tiếng nói, người làm sai phải xin lỗi là đúng rồi, nhưng người bị hại không nhất định phải tha thứ. Rất tốt. Khương Vọng hài lòng mỉm cười, muội đi chia đồ ăn cho các vị ca ca đi, huynh đi chia dược liệu cho bọn họ. Tinh thần phấn chấn trên mặt Khương An An ngay lập tức tiêu tán vô tung. Đạo lý, công lý, hào quang nhân đạo của nàng lúc này đều bị trói chặt. Nàng nhanh chóng ăn xong thiết diện tô trong tay, nhận lấy hộp thức ăn mà Diệp Thanh Vũ đưa cho, dồn lòng quyết tâm chậm rãi đi về phía những nhân sĩ bị trọng thương này, thận trọng hỏi, chư vị, có ăn nhiều không ạ? Mỗi người chia một cái, có được hay không? Ở chỗ muội cũng không nhiều lắm đâu. A a a, Khương Vọng kia thực sự là đồ vô lại. Đắc chí còn càn rỡ, được tiện nghi còn khoe mẽ, không chịu buông tha người. A Sửu vừa khóc lóc vừa sụt xịt, liên tục cọ nước mắt nước mũi lên người Diệp Đại Chân Nhân vừa mới từ Thái Hư Sơn Môn trở về. Diệp Tiểu Hoa có chút ghét bỏ dùng giày đạp nó ra, nói chuyện cho đàng hoàng. Ngươi xem đi, ngươi xem một chút đi. A Sửu cố ý ra sức chồm lên phía trước, để Diệp Tiểu Hoa có thể nhìn thấy mắt trái hơi sưng của nó. May mà ta về kịp thời, nếu không thì đã sắp tiêu sưng mất rồi. Diệp Tiểu Hoa lắc đầu hai cái, nói đi, rốt cuộc chuyện là như thế nào? Ta chỉ kêu hắn lo làm chuyện chính sự đi, đừng có lúc nào cũng làm ảnh hưởng đến việc tu hành của Thanh Vũ. Ai ngờ hắn lại muốn so chiêu với ta, nói những lời như ngưỡng mộ đại danh, vẫn một mực tôn kính gì đó. Ta nghĩ mình dù sao cũng là tiền bối, chỉ bảo hắn vài câu cũng là chuyện nên làm. A Sửu vừa khóc vừa gào, ai mà ngờ được hắn lại thật sự dám đến, còn đánh ta một trận thừa sống thiếu chết. Hừ, ngươi cũng mấy trăm tuổi rồi, còn đánh không lại một thanh niên hai mươi mấy tuổi. Diệp Tiểu Hoa rất là khinh thường, thật là mất mặt, còn không biết xấu hổ mà kêu gào. A Sửu lập tức nín khóc, nổi giận tím mặt nói, hắn còn giết được cả Trang Cao Tiện, làm sao ta có thể đánh lại? Lúc ngươi hai mươi mấy tuổi ngươi đánh lại thắng được hắn ư, đó là chuyện đương nhiên. Diệp Tiểu Hoa kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng danh hiệu quét ngang các nước không người địch lại, hào kiệt đứng đầu nhân gian vạn cổ của ta là hư danh sao? Năm đó nó có thể so với ta ư? Vô địch động chân như Hướng Phượng Kỳ còn phải đến thỉnh giáo ta. Bớt khoác lác đi. A Sửu không nhịn được nói, ngươi có quản chuyện này hay không? Ngươi cho ta một câu trả lời chắc chắn đi. Nếu ngươi không quản, ta sẽ bỏ nhà ra đi ngay lập tức.
bị người ta hầm hấp hay luộc cũng không cần ngươi phải đau lòng. Lần này chuẩn bị bỏ nhà ra đi mấy ngày? Ừ, còn hỏi mấy ngày? Ngươi cho rằng A Sửu ta đang đùa với ngươi à? A Sửu tức giận chạy ra ngoài. Diệp Tiểu Hoa vương tay túm lấy nó, giật giật bộ lông dài của con đạp vân thú này. Thôi được rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi, xem ta thu thập nó như thế nào. Lão tử còn đang ở đây, nó đã bắt đầu muốn leo lên đầu làm chủ rồi, lẽ nào lại như vậy? A Sửu giậm mạnh bốn chân, đánh hắn thật mạnh vào. Các bạn vừa nghe xong tập 266 của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.